Chương 241, Tiểu Phú Bà, cái kia dưới đáy mọi người, đang nghe xong dịp trần câu nói này về sau, nhất thời thì minh bạch, chỉ sợ việc này bọn họ đừng mong muốn chỉ là ở ngoài mặt đáp ứng một chút, nếu như bọn họ không làm theo, chỉ sợ dịp trần thật sẽ đích thân tìm tới cửa, lại thêm trong bóng tối còn có thần kiếm sơn trang vị cường giả kia, liền càng thêm để mọi người không dám đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt. Đế hậu, đã như vậy, vậy chúng ta trước hết được lui xuống. Mọi người ao ao cáo từ, mặc dù bọn hắn trong đầu khổ vô cùng, thế nhưng là cũng không dám có chút phàn nàn, mà những thứ này cáo từ rời đi đều là tại vừa mới tranh cướp giành giật, muốn đem thần kiếm sơn trang triệt để chia các người, bọn họ vì mình lòng tham bỏ ra đầy đủ đại giới, mà hiện trường còn có một bộ phận người. Bản thân liền là cùng thần kiếm sơn trang giao tốt, bọn họ cũng không có tham dự tại vừa mới phân chia thần kiếm sơn trang hành động bên trong. Diệp Trần tự nhiên cũng liền miễn đi trách nhiệm của bọn hắn, những người này giúp đỡ an nhiên, cùng nhau đem thần kiếm sơn trang hậu sự cho xử lý mười phần thỏa đáng, mà Diệp Trần cũng một mực đợi ở chỗ này, hắn còn cho thần kiếm sơn trang hơn 700 cái vong hồn. Dân một nén nhang, tại tan sự xong xuôi trước đó, hàng thanh sam bọn người, cũng đúng hẹn đem thương định tốt tiền tài đưa đến thần kiếm sơn trang, bọn họ như là đã rõ ràng, sự kiện này không có khả năng trốn đi qua, cho nên mọi người dứt khoát liền không lại vết mực, ao ào hành động, nguyên bản thần kiếm sơn trang sản nghiệp thì không nhỏ, trọn vẹn giá trị 3.000 vạn bạch ngân. Tại dịp trần đòi hỏi nhiều tình huống dưới, còn lại các cái thế lực cùng nhau kiếm ra tới chừng gần một ức lượng ngân phiếu, tại mang lên số tiền này tại về sau, dịp trần liền để Diêu Giai Minh mở đường, lĩnh lấy bọn hắn hướng đại tiệm đế cung bước đi, lần này đi ra, chủ yếu chính là vì cho thần kiếm sơn trang người báo thù, nhiệm vụ đã hoàn thành hơn nữa còn ngoài định mức theo gian nam rất nhiều trong thế lực vơ vét tới một ức lượng bạch ngân. Diệp Trần tâm tình cũng không tệ lắm, tại trở lại đại tiệm đế cung về sau, vừa nhận được tin tức lạc hồng nhan, trước tiên tiền được Diệp Trần, trên mặt của nàng tràn ngập sầu lo mà hỏi, Diệp Trần, các ngươi làm sao đi lâu như vậy? Cẩm gian thành chỗ đó xuất hiện khí tức cường đại, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, rất rõ ràng, lạc hồng nhan là thật phát ra từ nội tâm có chút bận tâm diệp trần bọn họ ngoài ý muốn nổi lên mà lại nàng cũng biết tại cẩm giang trong thành cái kia kinh thiên địa khiếp quỷ thần một kiếm nàng cũng rất muốn biết đến cùng là như thế nào cường giả có thể vung ra như thế một kiếm đối phương thế mà tại đại tiệm thần triều bên trong lại vẫn luôn không có bị phát hiện mà đối với lạc hồng nhan hỏi thăm diệp trần lại không có trực tiếp trả lời hắn trực tiếp vương ra hai tay nói hồng nhan tại sao ta cảm giác, chúng ta vài chục năm đều chưa từng thấy. Nhanh đến cho ta ông một cái, là hồng nhan xem xét dịp trần bộ này không có chính hình bộ dáng, cũng cảm giác giận không chỗ phát tiết, nàng một mặt nghiêm túc nói, dịp trần, ngươi đừng làm rộn, cái kia âm thầm ra tay cường giả, có hay không cùng các ngươi liên hệ, phải biết, lúc này thời điểm an nhiên cùng lục yên nhiên các nàng. Đều còn ở bên cạnh nhìn lấy đây, coi như là hồng nhan bản thân cũng không ghét dịp trần cử động, thế nhưng là nàng cũng không tiện quan minh chính đại cùng dịp trần thân mật nha dịp trần thấy thế cũng là có chút bất đắc dĩ nói hồng nhan chúng ta đối vị tiền bối kia cũng không có cái gì hiểu rõ nha hắn chỉ là vung ra một kiếm kia sau đó căn bản cũng không có liên lạc qua chúng ta dừng một chút về sau dịp trần thì lại nói tiếp không chừng vị kia thần kiếm sơn trang tiền bối cũng là cảm giác được thần kiếm sơn trang phát sinh kiếp nạn cho nên mới sẽ đột nhiên xuất thủ dịp trần để lạc hồng nhan tin tưởng mấy phần đáng tiếc đối phương ngăn cách mấy ngàn dặm xuất thủ còn có thể có được uy lực kinh khủng như thế chỉ có thể nói rõ thực lực của hắn mạnh hơn chỉ tiết loại này cường giả thế mà không có thế cho chúng ta sử dụng sau đó nàng lại suy đoán nói xem ra vị tiền bối này rất có thể đều đã nắm giữ đại đế cửu trọng thiên thực lực có thể hay không hắn chỗ lấy bế quan nhưng thật ra là đang chuẩn bị đột phá đến bán thánh cảnh giới lạc hồng nhan phen này suy đoán dịp trần vị trí có thể hay không bởi vì hắn cũng không thể nói thêm cái gì nếu không rất có thể sẽ bại lộ thân phận chân thật của mình may ra lạc hồng Nhan cũng không có đối với chuyện này tiếp tục xoắn xuýt đi xuống nàng lúc này quay đầu nhìn về phía một bên an nhiên có chút ân cần hỏi han an nhiên đến đón lấy ngươi định làm như thế nào có phải hay không còn muốn lưu ở phượng minh cung bên trong dù sao từng chịu đựng nghiêm trọng như vậy đã kích Lạc Hồng Nhan cũng không rõ ràng An Nhiên đến tột cùng nghĩ như thế nào, có điều nàng cũng nghĩ kỹ, mặc kệ An Nhiên làm sao quyết định, nàng đều sẽ chống đỡ đối phương. Lúc này An Nhiên nghe Lạc Hồng Nhan tra hỏi về sau, nàng chính là tiến lên một bước, vội vàng nói, "Bệ hạ, An Nhiên nguyện ý tiếp tục lưu lại Phượng Minh cung bên trong, còn mời bệ hạ không nên đuổi ta đi." An Nhiên tâm tình có chút kích động, hiện tại nàng tại đế cung bên ngoài, đã không có nhà giả dụ Lạc Hồng Nhan muốn đuổi nàng đi, rất có thể liền sẽ để hắn không nhà để về, lại thêm dịp trần đối nàng vô cùng tốt, nàng cũng căn bản là không có nghĩ tới rời đi Phượng Minh Cung. Đối với cái này, Lạc Hồng Nhan cười nói, an nhiên, ngươi muốn đi đến nơi nào, cảm thế nhưng là chưa bao giờ nói qua muốn đuổi ngươi đi. An nhiên nghe lời này, rốt cục nhẹ nhàng thở ra xuống tới, mà Lạc Hồng Nhan lúc này thời điểm cũng có chút cao hứng. Bởi vì An Nhiên dù nói thế nào cũng là tới từ thần kiếm Sơn Trang, nàng bây giờ đã chịu lưu tại phượng minh cung bên trong, thần kiếm Sơn Trang cái kia tiền bối, liền xem như xem ở an nhiên trên mặt mũi, tương lai đế cung có cần thời điểm, không chừng là hắn có thể đầy đủ ra tay giúp đỡ đây. Khả năng này tuy nhiên không thế nào cao, bất quá chung quy là chuyện tốt, lúc này Diệp Trần, cười đối lạc Hồng Nhan nói ra, Hồng Nhan, ngươi nhưng không biết, hiện tại an nhiên thế nhưng là eo cuốn vạn kim phú bà, trên người nàng có một đống lớn tiền, chỉ là nàng càng cần hơn, hẳn là tài nguyên tu luyện, cho nên tiền thì dùng để trọng về quốc khố đi, bất quá ngươi có thể được cho người ta đầy đủ tài nguyên tu luyện đem đổi lấy. Phải biết, an nhiên hiện nay trên thân, thế nhưng là có được hơn ức lượng bạch ngân, điều này có thể đổi lấy rất nhiều tài nguyên tu luyện, chờ đến lúc đó hắn tại hệ thống phía trên lại đánh dấu điểm ban thưởng gì, đưa cho hai người lời nói, tất nhiên có thể làm cho các nàng hai người thực lực đột nhiên tăng mạnh, đối với Diệp Trần, là Hồng Nhan tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Đây đối với Hoàng Thất tới nói, là một khoản kiếm bộn không lỗ sinh ý, bởi vì nguyên bản là Hồng Nhan liền muốn đại lực vuông trồng hai người, bây giờ còn có thể đổi lấy một ức lượng bạch ngân, chẳng phải là Mỹ quá thay, bất quá là Hồng Nhan cũng rõ ràng, nàng sau này nhất định muốn tại tài nguyên tu luyện phía trên, lại đối với các nàng tiến hành nghiêng về một số mới được mà dịp Trần tại an bài tốt những chuyện này về sau, hắn cũng là trực tiếp đem hệ thống tỉnh lại, để nó giúp mình tại tử long cung trúng thăm hai lần đến, lại là một tháng trôi qua, hắn đều đã thật lâu không có ở tử long cung bên trong đánh dấu, lần này hắn muốn thử một chút, nhìn có thể hay không tuôn ra đến độ tốt. Chương 242, Diêu Quang Thánh Tử, nhất là tại lần này, hắn tại đánh chết Mỹ liên đế quốc cùng bắt mạc đế quốc đại đế cao thủ về sau, hắn cảm giác mình bây giờ đại đế lục trọng thiên thực lực, vẫn còn có chút không thế nào ổn thỏa, bất quá may ra, lần này tại tử long cung bên trong đánh dấu khen thưởng, đối với dịp Trần mà nói rất không tệ, trong đó hạng thứ nhất khen thưởng. Chính là một trương đại đế thể triệu hồi mảnh, dựa theo hệ thống giải thích tới nói, sử dụng tấm này đại đế thể triệu hồi mảnh, có thể trong khoảng thời gian ngắn, thì triệu hoán đi ra một vị cùng chính mình thực lực tương đối lớn đế cảnh giới cao thủ, loại này triệu hoán đi ra nhân vật, đầy đủ có thể đang triệu hoán người bên người đợi một cái canh giờ. Diệp Trần hơi kinh ngạc, dựa theo tấm thẻ nói, triệu hoán giả trên thực lực hạng hẳn là tại đại đế cửu trọng thiên, Diệp Trần cũng không nghĩ tới, hệ thống thế mà còn có thể triệu hồi tiến hành khen thưởng, đến mức lần thứ hai đánh dấu khen thưởng, thì là để Diệp Trần có chút bị choáng váng. Lần thứ hai đánh dấu, hệ thống cho hắn phần thưởng một phần tên là thủy chi linh thể đồ vật dựa theo hệ thống nói muốn muốn trang bị thủy chi linh thể cần nắm giữ bản thân liền là thủy thuộc tính thể chất diệp trần nghiên cứu một lát lúc này mới hiểu rõ quan sát thuộc tính phương thức bản thân hắn cũng không phải là thủy thuộc tính ngược lại là lục yên nhiên cái cô nương này nắm giữ thủy thuộc tính thể chất sau đó diệp trần không chút do dự cũng là đem linh thể trang bị đến lục yên nhiên trên thân đến một lần cái này dù sao chỉ là cái a cấp bậc khen thưởng diệp trần cũng không có đem để ở trong lòng thứ hai thì là bởi vì hiện tại lục yên nhiên còn có an nhiên hai cái cô nương đều đã bắt đầu khăng khăng một mực đi theo chính mình đã như vậy diệp trần tự nhiên không để cho thủ hạ mình chịu ủy khuất lý do tại diệp trần xem ra đem lục yên nhiên các nàng bồi dưỡng cường đại lên đối với mình cũng sẽ có càng lớn trợ lực diệp trần trong lòng rõ ràng đợi đến thủy thuộc tính linh thể cùng lục yên nhiên thể chất hoàn toàn dung hợp về sau, tốc độ tu luyện của nàng, tất nhiên còn sẽ nhận được cực nhanh tăng lên, tại sau khi làm xong những việc này, Diệp Trần cũng không tiếp tục tiến hành lần thứ ba đánh dấu, bởi vì lần thứ hai tại tử Long Cung bên trong. Đều đã không có được cái gì quá tốt bảo bối, lại đánh dấu lần thứ ba cũng là lãng phí cơ hội, hắn quyết định đem lần thứ ba đánh dấu cơ hội, dùng tại Triều Thiên Cung, hoặc là nói Thiên Cực Điện phía trên, mặc dù nói, cái kia hai cái địa phương cũng không so tử long cung trọng muốn bao nhiêu, bất quá thắng ở dịp trần đã thật lâu không có đến đó ký qua đến, nói không chừng. Thì có cơ hội xuất hiện cái gì nghịch thiên khen thưởng đây, mặc dù nói lấy dịp trần trước mắt đế hậu thân phận, hắn không rất dễ dàng có thể đến hai địa phương này đi, bất quá may ra dịp trần bây giờ đã là đại tiệm đế cung bên trong tồn tại cường đại nhất, có thể nói, chỉ cần hắn dịp trần muốn, không có hắn đi địa phương mà không đến được. Diệp Trần bọn họ tại tử Long Cung bên trong ở lại một hồi nhi về sau. Liền cùng nhau về tới Phượng Minh Cung bên trong, vừa về đến Diệp Trần liền cảm thán một câu, ổ vàng ổ bạc, không bằng chính mình thảo oa, vẫn là trở lại chỗ của mình thoải mái. Diệp Trần lập tức hô, Xuân Lan, bản cung trở về, các ngươi cũng không tới nên đón rồi, hắn cái này một cuốn hồng hô sau khi ra ngoài, rất nhanh Xuân Lan các nàng bốn cái tỳ nữ thì đều chạy tới. Cái này bốn cái nha đầu khi nhìn đến Diệp Trần trở về lúc, cũng là mừng rỡ không thôi, Diệp Trần bản đến xem bốn cái nha đầu đứng ở nơi đó, tâm tình cũng là rất không tệ, nhưng là hắn tại liếc nhìn đi qua về sau, lại đột nhiên ở giữa nhăn nhăn lông mày của chính mình, bởi vì hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, Thu Cúc lúc này trên mặt thần sắc có chút không đúng. Lập tức Diệp Trần chính là vận dụng thần trí của mình, đem Thu Cúc tình huống tiến hành một phen dò xét, kết quả hắn phát hiện Thu Cúc trên thân lại có thương tổn, phải biết Diệp Trần lúc trước đánh dấu quá trình bên trong, thế nhưng là từng thu được đỉnh cấp y thuật, lại thêm Diệp Trần bây giờ nhãn lực không phải bình thường, cho nên hắn có thể xác định Thu Cúc trên thân tuyệt đối có tổn thương. Dù sao Thu Cúc hiện tại đã là dương thần cảnh giới thực lực, dưới tình huống bình thường, nàng là không thể nào chính mình đột nhiên thụ thương, cho nên Dịp Trần. bất quá cho dù là bị Diệp Trần nói toạc ra, nàng lại vẫn như cũ là lắc đầu nói ra, đế hậu ta không sao, là chính ta không cẩn thận, Diệp Trần làm sao lại tin loại lời này, hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra được, Thu Cúc lúc này chính đang e sợ lấy cái gì, sau đó sắc mặt của hắn càng thêm nghiêm túc, hắn trầm giọng đối với Xuân Lan hỏi, Xuân Lan, đã Thu Cúc chính mình không chịu nói. Như vậy ngươi đến nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì, Diệp Trần sắc mặt đã bắt đầu dần dần trở nên khó coi, lúc này Xuân Lan, trên mặt cũng là lộ ra vẻ khó xử chi sắc, có điều nàng tại đơn giản suy tư sau đó, chung quy là thành thật nói, hồi bẩm đế hậu, thu cúc mùi mùi vết thương trên người, là bị diêu quan thánh tử đánh, dịp trần nghe lời ấy, nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Diêu quan thánh tử Đây là người nào, hắn lúc trước, cũng chưa từng nghe qua cái gì diêu quan thánh tử danh hào, chỗ lấy nội tâm cảm thấy có chút hoang mang, chuyện này, hắn phải thật tốt tìm hiểu một chút, nhìn xem cái này diêu quan thánh tử lai lịch ra sao, lại dám khi dễ bọn họ phượng minh cung bên trong tỳ nữ lúc này một bên lục yên nhiên lại là mở miệng nói ra đế hậu ta nghe qua diêu quan thánh tử người này hắn đến từ thái huyền thánh địa là thái huyền thánh địa bên trong ba vị thánh tử một trong dịp trần nghe lục yên nhiên hắn mới nhớ tới trước đó hắn cũng từng ở sách phía trên thấy qua liên quan tới thái huyền thánh địa bộ phận miêu tả phải biết thái huyền thánh địa mỗi đời đều sẽ có ba vị thánh tử chính là thái huyền thánh địa trọng điểm bồi dưỡng đối tượng mà lại mỗi một vị thánh chủ đều là tới từ đã từng thánh tử bên trong lúc này lục yên nhiên nói tiếp ngoại giới rất nhiều người đều biết cái này diêu quan thánh tử danh tiếng không được tốt lắm lục yên nhiên mặc dù không có nói rõ bất quá diệp trần cũng có thể theo mặt mày của nàng ở giữa nhìn ra nàng đối diêu quan thánh tử chán ghét chi tình sau đó diệp trần chính là đối xuân lan tiếp tục hỏi nói rõ chi tiết nói diêu quan thánh tử vì sao lại đối thu cúc xuất thủ diệp trần mới mặc kệ đối phương là cái gì thánh địa thánh tử loại hình hắn dám động thủ đánh mình người vậy liền tuyệt đối không được xuân lan nghe diệp trần hỏi thăm nghĩ thầm đã đều đã nói ra như vậy không bằng đem mọi chuyện cần thiết tất cả đều cáo tri cho đế hậu tin tưởng đế hậu sẽ cho các nàng chủ trì công đạo sau đó nàng cũng không để ý một bên thu cúc ngăn cản tiếp tục nói đế hậu chuyện là như thế này từ tại chúng ta cũng không rõ ràng ngài lúc nào sẽ trở về, cho nên ngày bình thường chúng ta thường xuyên sẽ đi lĩnh dùng một số đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, nhưng là rất nhiều đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn đều không thích hợp cất giữ thời gian quá dài, liền giống với hôm qua. Ngự thiện phòng cho Phượng Minh cung chuẩn bị đỉnh cấp huyết yến, loại vật này quá mức đắt đỏ, chúng ta hại nhân dùng lời đã là vượt qua quy cách. Chương 243, cặn bã, mà chúng ta cũng đã hỏi bệ hạ bên kia, nàng chỗ đó cũng có món ăn này sau đó chúng ta liền nghĩ đưa nó đưa cho trường nhạc công chúa bên kia lúc ấy là thu cúc mụi mùi phụ trách đi tặng không nghĩ tới đến trường nhạc công chúa chỗ đó về sau diêu quang thánh tử cũng ở tại chỗ kết quả diêu quang thánh tử không nói hai lời liền trực tiếp đem đỉnh cấp huyết yến đánh té xuống đất còn đối với người khác láo xưng là thu cúc mụi mùi, mùi đụng phải hắn thu cúc mụi mùi tức không nhìn nổi thì chống đối một câu kết quả diêu quang thánh tử liền trực tiếp đem xương đùi của nàng đá gãy, dịp Trần nghe nghe, thần sắc liền bắt đầu biến đến càng ngày càng lạnh, mà hắn thần thức cũng là tiến vào thu cúc bắp chân vị trí, quả thật phát hiện xương đùi là đoạn. Gãy xương thống khổ sao mà đáng sợ, thu cúc thế mà còn thử đồ giấu giếm chính mình, bây giờ nghe lên, cái kia cái gọi là dư quan thánh tử, tự hồ là cố ý làm khó dễ thu cúc, chẳng lẽ lại đối mới biết thu cúc là mình tỳ nữ cho nên mới sẽ chuyên môn đối nó tiến hành kén ăn chẳng lẽ lại, vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần liền là có chút không cao hứng nói, thu cúc, phát sinh loại chuyện này. Ngươi làm sao không cùng bản cung giảng, lại nói, ngươi đều gãy xương, làm sao còn chạy ra nên tiếp. Bản cung chỉ là rời đi mấy ngày mà thôi, Diệp Trần có chút trách cứ lời nói, cũng không có để thu cúc cảm thấy không cao hứng, ngược lại là để trong đầu của nàng ấm áp, yên nhiên, ngươi mang thu cúc đi trị liệu, Diệp Trần đối một bên lục yên nhiên nói ra, loại này gãy xương có thể lớn có thể nhỏ. Mặc dù nói trước đó tại Xuân Lan trợ giúp của bọn hắn dưới, đã đối xương cốt tiến hành qua uống nắng, thế nhưng là tại vừa mới thu cốt chạy tới nên tiếp quá trình bên trong, xương cốt đã xuất hiện một chút xíu chết đi, có thể không thể xem thường điểm ấy chết đi, giả dụ nghiêm trọng điểm lời nói, rất có thể sẽ thành tên què, Diệp Trần tuy nói cầm giữ có thần cấp y thuật. Bất quá loại này gãy xương, để lục yên nhiên trị liệu là được rồi hắn không cần thiết tự mình động thủ lục yên nhiên nghe diệp trần mà nói về sau chính là trực tiếp lấy nhu hòa lực lượng nâng thu cúc đi tới trong phòng mà đúng lúc này diệp trần cũng lựa chọn đem chính mình trước đây không lâu đánh dấu lấy được thủy chi linh thể trang bị đến lục yên nhiên trên thân tại thời khắc này lục yên nhiên chỉ cảm giác trong cơ thể của mình chính đang phát sinh lấy một loại nào đó cực kỳ biến hóa kỳ diệu nhưng là hết lần này tới lần khác nàng không biết loại biến hóa này từ đâu mà đến ngắn ngủi kinh hỉ sau đó lục yên nhiên đành phải đem chính mình nội tâm hoang mang tạm thời để xuống hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là muốn mau chóng đem thu cúc chữa cho tốt mới là tại trang bị thủy chi linh thể về sau lục yên nhiên ban đầu vốn cũng không sai tài nghệ y thuật càng là đi tới một cái tương đối khoa trương mức độ sau đó dịp trần liền là hơi nghi hoặc một chút đối với những khác người hỏi các ngươi nhưng biết vì sao Diêu Quang Thánh Tử sẽ ở trường nhạc công chúa chỗ này? Chẳng lẽ nói là bệ hạ cho trường nhạc tìm Lan Quân, Diệp Trần so sánh lo lắng? Cũng là loại tình huống này, bởi vì dựa theo Xuân Lan nói, cái này Diêu Quang Thánh Tử nhân phẩm, đó là thật không được tốt lắm, mặc dù nói, hắn cũng rất lý giải lạc hồng nhan cho lạc thiến thiến tìm như ý Lan Quân cử động, thậm chí hắn cũng rất chống đỡ, thế nhưng là giả dụ tìm đến, cũng là Diêu Quang Thánh Tử mặt hàng này, diệp trần cái thứ nhất không đáp ứng hắn tuy nhiên là cao quý thái huyền thánh địa thánh tử thế mà cùng thu cúc một cái hạ nhân tính toán hơn nữa còn dùng ra loại kia hạ lưu thủ đoạn diệp trần vừa nghĩ đã cảm thấy người này quá mức buồn nôn phải biết ngày bình thường lục yên nhiên đều là rất ít nói rất dịu dàng kết quả tại nâng lên diêu quan thánh tử thời điểm thì liền hắn cũng nhìn không được lộ ra vẻ chán ghét bởi vậy có thể thấy được diêu quan thánh tử nhân phẩm kém đến mức nào Xuân Lan đang nghe xong dịp trần tra hỏi về sau, vội vàng trả lời, hồi bẩm đế hậu, giống như đích thật là bệ hạ tìm đến, lúc này thời điểm, một bên an nhiên cũng là cau mày mở miệng, đế hậu, diêu quan thánh tử người này, đích thật là rất kém cỏi. Hắn đã từng cũng đi qua chúng ta thần kiếm sơn trang đề thân, chỉ bất quá bị ta cự tuyệt, từ đó về sau, trong một đoạn thời gian rất dài. Chúng ta thần kiếm sơn trang gặp không ít phiền phức, ta cũng là thật lâu sau mới biết được, nguyên lai vậy cũng là diêu quan thánh tử trong bóng tối phái người làm chỉ tiếc lúc ấy chúng ta trở ngại thái huyền thánh địa thế lực cường đại chỉ có thể người câm ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được mặc dù nói thần kiếm sơn trang tại đại tiệm thần triều giang nam địa giới phía trên đã coi như là thực lực không tệ tổ chức thế nhưng là cùng thái huyền thánh địa loại này quái vật khổng lồ so ra bọn họ còn là căn bản cũng không đầy đủ nhìn thái huyền thánh địa bây giờ thánh chủ tuy nhiên chỉ có thần hoàng cửu trọng thiên cảnh giới nhưng là bọn họ thái huyền thánh địa trong lịch sử thế nhưng là ra qua không ít đại đế cao thủ mà bọn họ thái huyền thánh địa nội tình cũng không phải bình thường thâm hậu trong đó đế khí chỉ sợ đều có mấy kiện thậm chí ngoại giới vẫn luôn tại truyền bọn họ thái huyền thánh địa phía trên một vị thánh chủ cũng chưa chết mà chính là một mực tại bế tử quan dựa theo ngoại giới lưu truyền tin tức nhìn rất có thể vị kia lão thánh chủ đều đã nắm giữ đại đế cảnh giới thực lực mà liền xem như truyền ngôn là giả bọn họ thái huyền thánh địa thực lực đồng dạng không thể khinh thường bọn họ riêng là đỉnh phong cấp bậc thần hoàng cường giả thì nắm giữ năm vị lúc này cái kia lục yên nhiên đã đem thu cúc gãy chân trị liệu hoàn tất dựa theo dưới tình huống bình thường nàng ngày mai thì có thể khôi phục như lúc ban đầu lục yên nhiên lúc này đi ra nàng trùng hợp nghe được an nhiên lời nói sau đó nàng cũng mở miệng nói ra đế hậu cái kia diêu quan thánh tử cũng từng đối với ta thổ lộ qua mà lại tại ta minh xác đem hắn cự tuyệt về sau hắn thế mà còn định dùng vũ lực để cho ta khuất phục cũng may mắn ta tiêu hao một trương trân quý độn địa phù chú lúc này mới từ trong tay của hắn đào thoát lục yên nhiên tại nói lời nói này thời điểm rõ ràng vẫn còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi lúc này lục yên nhiên xem ra cả người càng là tràn đầy trong suốt sáng long lanh cảm giác liền an nhiên ánh mắt bên trong Đều toát ra một tia ánh mắt hâm mộ, nàng cũng không nói lên được vì cái gì, luôn cảm giác lục yên nhiên đột nhiên, biến đến càng xinh đẹp hơn, dịp trần cũng đem lục yên nhiên biến hóa để ở trong mắt, chỉ có hắn mới rõ ràng, đây hết thảy đều là thủy chi linh thể mang cho lục yên nhiên cải biến. Thế mà lúc này thời điểm dịp trần, cũng không có quá nhiều tâm tư nghiên cứu thủy chi linh thể cụ thể công dụng, bởi vì hắn đang nghe xong tất cả mọi người giảng thuật về sau, đã cơ hội có thể xác định xuống tới cái này cái trắm chó diêu quan thánh tử, hoàn toàn cũng là cái từ đầu đến đuôi cạn bã, hắn không chỉ có háo sắc, mà lại thường xuyên sẽ dùng một số hạ lưu thủ đoạn. Bây giờ mặc dù nói là thiến thiến mới vẹn vẹn 15 tuổi mà thôi, thế nhưng là nàng đã trổ mã thành cô nương xinh đẹp, lại thêm lạc thiến thiến bản thân thân phận thì không phải bình thường, nói không chừng cái kia diêu quan thánh tử, cũng sớm đã coi nàng là thành mục tiêu, không được, không thể để cho tên cặn bã này đạt được, Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng một câu. Hắn không thể trơ mắt nhìn lạc thiến thiến nhảy vào trong hố lửa, hắn lúc này đã tại nội tâm quyết định, ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Chương 244, Lỗ Thủng, trước đó, Diệp Trần vẫn là có cần phải nhiều hơn nữa giải một số tình huống, sau đó hắn liền đối với Xuân Lan hỏi, Xuân Lan, Tô Quý Phi cùng trường Nhạc công chúa, các nàng hai người có biết hay không thu cúc bị Diêu quan Thánh Tử gây thương tích sự kiện này, xuân lan cau mày nói ra đế hậu diêu quan thánh tử tại sau khi làm xong những việc này trực tiếp áp chế thu cúc nàng không muốn cho ngài rước lấy phiền phức liền không để cho chúng ta cùng bất luận kẻ nào nói dịp trần nhẹ gật đầu xem ra cái này diêu quan thánh tử thật đúng là có đầy đủ hèn hạ hắn đang suy tư sau một lát chính là trực tiếp an bài xuân lan đi trường nhạc công chúa chỗ đó một chuyến hắn để xuân lan đem trường nhạc gọi qua một chuyến xuân lan lĩnh mệnh rời đi kết quả không có qua bao lâu thời gian, Xuân Lan thì là có chút thất lạc trở về, dịp trần nghi hoặc, bởi vì nàng cũng không có đem lạc thiến thiến mang tới, Xuân Lan do do dự dự nói ra, đế hậu, tô quý phi nói, trường nhạc công chúa hiện tại, đã chuẩn bị đính hôn hẹn, cho nên không tiện lắm tới, Xuân Lan đang nói ra lời nói này thời điểm, trong ánh mắt của nàng, cũng là để lộ ra một tia thần sắc lo lắng. Có thể nhìn ra được, Xuân Lan các nàng, luôn luôn đều là thích vô cùng lạc thiến thiến cái này đáng yêu nha đầu, hiện tại vừa nghĩ tới nàng sắp cùng cái loại người này cạn bã đính hôn, tất cả mọi người đều có chút thay nàng lo lắng, mà lúc này dịp trần, sao lại không phải như thế, hắn lúc này cho mày, tôi gì thế mà đều đã không cho trường nhạc tùy tiện ra cửa, xem bộ dáng là thật muốn để nàng cùng diêu quan thánh tử đính hôn. Cảm giác được sự tình gấp gáp tính về sau, Diệp Trần liền trực tiếp phân phó nói, yên nhiên, ngươi lại kỹ càng cùng ta nói một chút liên quan tới diêu quan thánh tử hết thảy lục yên nhiên lúc này nhẹ gật đầu chính là trực tiếp bắt đầu giảng thuật không thể không nói mặc dù nói nàng cũng không có gia thế hiển hách bối cảnh nhưng là nàng trên giang hồ hành tẩu những ngày này ngược lại là hoàn toàn chính xác nghe được rất nhiều tin tức thái huyền thánh địa từ trước đến nay đều có một quy củ cái kia chính là mỗi đời thánh chủ tại lựa chọn thánh tử thời điểm không thể chọn chính mình con nối giỏi chỉ bất quá thái huyền thánh địa nhân tin rõ ràng bọn họ rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp liền giống với hiện nay diêu quang thánh tử hắn tuy nhiên không phải hiện tại thánh chủ con nối giỏi nhưng là hắn lại là lão thánh chủ nhi tử nói cách khác tại tương lai không lâu xác suất lớn thái huyền thánh chủ vị trí cũng là diêu quang thánh tử đến ngồi mà đợi đến diêu quang thánh tử trở thành thánh chủ bắt đầu lựa chọn thánh tử mới thời điểm lại đại khái dẫn sẽ đem hiện nay thánh chủ nhi tử bỏ vào Diệp Trần chỉ là nghe một lần, cũng đã ý thức được trong đó mờ ám, dựa theo lục yên nhiên nói như vậy, chỉ muốn không có vấn đề gì lớn, như vậy Thái Huyền Thánh địa thánh chủ vị trí, chẳng phải là rất dễ dàng liền sẽ bị hai gia tộc cho trưởng khống lấy, ngay sau đó, lục yên nhiên lại đem diêu quan thánh tử một số tình huống cụ thể, cáo tri cho Diệp Trần, diêu quan thánh tử hiện tại đã là 27 tuổi. Mà nương tựa theo đại lượng tài nguyên tu luyện chồng chất, hắn cũng đã nắm giữ thần vương ngũ trọng thiên thực lực, mặc dù nói ở vào tuổi của hắn, nắm giữ loại tu vi này đã là rất không tệ, bất quá hắn thiên phú cùng lạc hồng nhan loại này tồn tại so ra, còn hơi kém hơn phía trên không ít, lúc này dịp trần ánh mắt ngưng lại, đối lục yên nhiên hỏi, còn có cái khác tin tức sao? Hắn muốn chỉ có thể là toàn diện hiểu rõ diêu quan thánh tử, chỉ có dạng này, mới có nắm chắc thuyết phục tô di các nàng, lục yên nhiên mở miệng lần nữa nói ra, Diêu quan thánh tử ban đầu ở chuẩn bị đối với ta động võ trước đó, hắn còn rất đắc ý nói qua, hắn đã từng ép buộc qua 10 cái nữ tử, đều thành công, lục yên nhiên về sau lại bổ sung một câu, lúc ấy hắn cũng không biết ta có độn địa phù chú. Cho nên mới dám nói thật với ta, mà đón lấy, lục yên nhiên càng là biểu thị, nàng tại bên ngoài đều không có tra đến bất kỳ tương quan tin tức, cái này mang ý nghĩa, rất có thể những cái kia lọc vào diêu quan thánh tử xâm hại nữ tử, đều bị hắn làm độc thủ đang giảng đến đã từng những chi tiết kia thời điểm có thể rõ ràng cảm giác được lục yên nhiên vẫn còn có chút nghĩ mà sợ dù sao nàng chỉ là một cái cô gái yếu đuối mặc dù đã nắm giữ thần vương thực lực cấp bậc thế nhưng là tại gặp phải mạnh mẽ hơn chính mình nam tử muốn đối với mình mưu đồ bất chính thời điểm còn là đồng dạng sẽ cảm thấy hoảng sợ kỳ thật tại lục yên nhiên trong lòng loại chuyện này đều bị nàng một mực để trong lòng trong mắt căn bản không dám cùng những người khác nói cũng chính là diệp trần là nàng người tín nhiệm nhất cho nên mới dám đem hắn toàn bộ nói ra lúc này thời điểm diệp trần cũng có thể cảm giác được lục yên nhiên tâm tình có chút không quá ổn định sau đó hắn liền trấn an nói yên nhiên ngươi đừng sợ hiện tại cái kia gia hỏa rốt cuộc không tổn thương được ngươi diệp trần tại nội tâm đối diêu quan thánh tử tràn ngập hận ý đồng thời cũng là đối lục yên nhiên có chút đau lòng lúc này hắn cũng dần dần minh bạch giống nàng loại cô gái này tại sao lại cam tâm tình nguyện đi vào đại tiệm đế cung bên trong làm một tên tỵ nữ xem ra là nàng ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm nhiều lắm nếu như nàng lại không tìm một chỗ phù hộ mình sớm muộn có một chút sẽ rơi vào ác nhân ma trảo bên trong mà lúc này ở một bên nghe tất cả mọi chuyện hạ hiền lương mở miệng đế hậu cái kia diêu quan thánh tử truy cầu qua an nhiên cô nương cũng truy cầu qua lục yên nhiên cô nương nếu như hắn đã biết hai vị cô nương tại phượng minh cung khẳng định sẽ đối ngươi lòng sinh oán hận dịp trận nghe hạ hiền lương phân tích về sau nhất thời bừng tỉnh đại ngộ lúc trước thời điểm dịp trận còn có chút hoang mang dù sao hắn căn bản cũng không nhận biết cái gì diêu quan thánh tử tự nhiên cũng không rõ ràng vì cái gì hắn sẽ đối với thu cúc xuất thủ hiện tại xem ra thiên hạ thật vẫn là vô xảo bất thành thư nói đến cần phải muốn trách cái kia diêu quan thánh tử khắp nơi đa tình lúc này mới sẽ dẫn đến dịp trần bên người hai vị cửu tiêu mỹ nhân bản phía trên nữ tử, thế mà đều bị hắn truy cầu qua, thậm chí lúc này dịp trần đều có thể nghĩ ra được. Nếu như không phải thu cúc là trong cung, còn không biết cái kia diêu quan thánh tử sẽ làm ra cái gì không phải người hoạt động đến đây, tại hơi suy tư về sau, dịp trần cảm thấy sự kiện này vẫn không thể tùy ý nó phát triển tiếp, nếu không, lạc thiến thiến là thật khả năng, sẽ bị tô di cho gã cho diêu quan thánh tử dù sao diệp trần trong đầu rất rõ ràng, giống như là diêu quan thánh tử loại này bại loại. ngày bình thường khẳng định vô cùng giỏi về che giấu mình xấu cái kia một mặt, sau đó diệp trần liền trực tiếp hạ lệnh bãi giá cẩm tú cung, cẩm tú cung chính là tô di chỗ ở, bây giờ lạc thiến thiến còn tuổi nhỏ, cũng cùng tô di cùng nhau ở ở trong đó, đã tô di nói trường nhạc không tiện lại tới gặp mình, như vậy không bằng chính mình đến nhà bái phỏng nói đến Diệp Trần khi tiến vào đại tiệm đế cung lâu như vậy đến nay. Hắn còn là lần đầu tiên tiến về cẩm tú cung bên trong đây, dù sao hắn mặc dù nói trên danh nghĩa là đế hậu, trưởng quản hậu cung, nhưng hắn dù sao cũng là người nam tử, tùy tiện tiến vào còn lại cung điện, vẫn còn có chút không rất thích hợp, bất quá hôm nay, hắn không lo được nhiều như vậy. Chương 245, Truy trách, Diệp Trần rất nhanh liền khởi giá tiến về cẩm tú cung mà đi, mà tại hắn bên này có hành động đồng thời, rất nhanh liền có người đem tin tức này truyền cho cẩm tú cung bên trong tô quý phi. Tô quý phi khi biết diệp trần thế mà tự mình đến đến cẩm tú cung thời điểm, nàng là có chút không cao hứng. Thời điểm trước kia, tô quý phi cảm thấy diệp trần đứa nhỏ này cũng không tệ lắm. Một mặt là bởi vì hắn trong lòng có đoán là hồng nhan làm thành nữ nhi ruột thịt của mình mà đối đãi, nhìn đến diệp trần cùng lạc hồng nhan ở giữa phu thê hòa thuận nàng cũng theo đó cảm thấy cao hứng, lại thêm lúc trước thời điểm, đế hậu đã từng đưa tặng cho trường nhạc thất thải thần quan váy, đã cứu trường nhạc mệnh, điều này cũng làm cho tô quý phi một mực đối dịp trần cảm kích có thừa. Nhưng là nàng chỗ lấy không cho trường nhạc cùng dịp trần qua tiếp xúc nhiều, cũng là có bất đắc dĩ nguyên nhân, bởi vì nàng có thể rõ ràng phát giác được, nữ nhi của mình là thiến thiến, đang ở vào mới biết yêu niên kỹ. Hết lần này tới lần khác nàng giống như đối dịp trần cảm tình, có như vậy một chút không thích hợp, Tô Quý Phi rất rõ ràng, Diệp Trần thân vì đế hậu. Là quả quyết không thể cùng nữ nhi của mình lại xuất hiện nhi nữ tư tình, cho nên nàng mới có thể ba lần bốn lượt, ngăn cản lạc thiến thiến đi phượng minh cung bên trong, hôm nay tại Xuân Lan mang đến tin tức thời điểm, nàng thậm chí đều không có để trường nhạc biết, vì chính là tránh cho nàng biết về sau giận dỗi, thế nhưng là Tô Quý Phi hiển nhiên không nghĩ tới, cho tới nay cũng không từng tới cẩm tú cung Diệp Trần hôm nay thế mà lại phá lệ đến đây, kỳ thật trong khoảng thời gian này đến nay, nàng đối trường nhạc vài lần ngăn cản về sau, đã có thể rõ ràng cảm giác được, trường nhạc tâm tình vô cùng sa sút chính là phát hiện này, mới khiến cho Tô Quý Phi càng thêm kiên định ngăn cản dịp trần cùng lạc thiến thiến lại tiếp xúc dự định, bởi vì nàng cảm thấy, nữ nhi của mình tự hồ thật là đối dịp trần có không giống nhau tình cảm. Mà Tô Quý Phi chỗ lấy sẽ nghĩ đến cho Lạc Thiến Thiến đến hôn ước, cũng là nàng tại thông qua lạc hồng nhan mấy lần nghe ngóng về sau, biết được Thái Huyền Thánh Địa Diêu Quang Thánh Tử, có không ít người đều nói Diêu Quang Thánh Tử không chỉ có gia thế tốt, thiên phú còn cao, tại gặp qua mấy cái lần về sau, Tô Quý Phi cũng cảm thấy, kẻ này tướng mạo cũng coi như tuấn lãng. Tại tổng hợp các phương diện tiến hành suy tính về sau, nàng mới quyết định đem lạc thiến thiến gã cho Diêu Quang Thánh Tử, thậm chí Tô Quý Phi đều đã nghĩ kỹ, nàng dự định mau chóng đi mời Lạc Hồng Nhan cho trường nhạc ban hôn, sau đó bọn họ lựa chọn kỹ càng ngày lành tháng tốt về sau, liền mau chóng thành hôn, tại bậc này thời khắc mấu chốt, giả dụ để Lạc Thiến Thiến gặp được Diệp Trần. Chỉ sợ hết thảy thì đều thất bại trong gan tất, sau đó Tô Quý Phi hơi suy tư về sau, chính là đối đến đây truyền lời tiểu thái giám nói ra, ngươi đi nói cho đế hậu, liền nói bản cung gần đây ngẫu nhiên cảm giác phong hàn, không tiện gặp khách, kỳ thật Tô Quý Phi vô cùng rõ ràng, chính mình như thế cự tuyệt gặp Diệp Trần, khẳng định sẽ để hắn không cao hứng, bất quá đối với việc này. Nàng cũng không có cách nào, vì trường nhạc cùng Diệp Trần hai người không phát sinh không nên có cảm tình, nàng tình nguyện đi làm cái này ác nhân, mà liền tại tiểu thái giám vừa mới lĩnh mệnh rời đi thời điểm, Diệp Trần cổ kiệu cũng đã đi tới cẩm tú cung bên ngoài, Tô Quý Phi thiếp thân nha hoàng, cùng tiểu thái giám cùng nhau đứng tại cẩm tú cung bên ngoài, nên đón dịp trần phượng liễn lúc này ở dịp trần theo phượng liễn chi bên trên xuống tới thời điểm vị này tô quý phi bên người thiếp thân nha hoàng chính là mở miệng nói ra đế hậu xin dừng bước ta gia nương nương để cho ta cho ngài chuyển lời nàng gần đây ngẫu nhiên cảm giác phong hàn không tiện lắm gặp khách cho nên còn mời đế hậu mời trở về đi vị này tô quý phi thiếp thân nha hoàng tại đối dịp trần nói lời nói này thời điểm cũng là tràn đầy tôn kính chi ý mà nàng chỗ lấy tôn kính diệp trần thì là bởi vì diệp trần đã từng đã cứu lạc thiến thiến tánh mạng nữ tử này thời gian rất sớm vẫn đi theo tô quý phi bên người nàng cả đời chưa gả đem lạc thiến thiến từ nhỏ chăm sóc đến lớn đối đã lạc thiến thiến quả thực cùng đối nữ nhi ruột thịt của mình một dạng cho nên nàng mới có thể đối diệp trần thái độ tốt như vậy bất quá mặc dù nói nàng cũng không biết rõ tô quý phi vì sao muốn giả bệnh không thấy diệp trần có thể nàng nhưng biết rõ chính mình chỉ là cái hạ nhân, chủ tử mệnh lệnh, nàng cũng chỉ có chấp hành phần, nguyên bản vị này thiếp thân thị nữ, tại sau khi nói xong nghĩ thầm, để hậu hẳn là sẽ minh bạch tô quý phi ý tứ, trực tiếp rời đi thôi, kết quả nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Trần không chỉ có không có rời đi ý tứ, ngược lại là lạnh giọng mở miệng, tô. Tô quý phi không rảnh gặp khách. Vậy ngươi liền đi truyền một lời, liền nói bản cung hôm nay không phải tới ôn chuyện, mà chính là tới truy trách, người giúp ta hỏi nàng một chút, có thể hay không biết có người tại nàng cẩm tú cung bên trong, đem ta tỳ nữ thu cúc chân cắt đứt, dịp trần tại nói lời nói này thời điểm. Mang trên mặt không giận tự uy bộ dáng, rất hiển nhiên, thu cúc bị đánh gãy chân sự kiện này, để thật sự là hắn rất tức giận. Bất quá dịp trần ngược lại không phải là thật dự định cùng tô quý phi tính toán những thứ này, bởi vì hắn cũng đã biết, Tô Quý Phi kỳ thật cũng không rõ ràng sự kiện này, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Diệp Trần, đem việc này làm thành một lý do. Hiện tại đối với Diệp Trần mà nói, lấy lý do gì tới gặp Tô Quý Phi cũng không trọng yếu, trọng yếu là, lý do này nhất định phải làm cho Tô Quý Phi không tiện cự tuyệt mới được, quả thật đúng là không sai, cái này thiếp thân thị nữ tại mộng sau một lát, cũng nhanh tiếng bước đi thông báo, nếu như nói Diệp Trần là muốn tới gặp Lạc Thiến Thiến như vậy tô quý phi chắc chắn sẽ không đồng ý thế nhưng là hết lần này tới lần khác dịp trần nói hắn là theo đuổi trách kể từ đó giả dụ nàng không đi nữa một lần nữa thông báo chỉ sợ tô quý phi bên kia cũng không tốt lắm giải thích đi qua lúc này biết được tin tức sau tô quý phi cũng là cho mày lên bởi vì nàng cũng có thể tưởng tượng ra được mình lúc này lại đem dịp trần cự tuyệt ở ngoài cửa về tình về lý đều là không rất thích hợp sau đó nàng liền đành phải đối thiếp thân thị nữ nói ra, để đế hậu đến phòng trước đi chờ đợi ta đi, sau đó, nàng lại đối một người khác phân phó nói, ngươi đi để ý trường nhạc, tuyệt đối không nên để cho nàng đến phòng trước, tại an bài thỏa đáng về sau, tô quý phi chính là khởi hành hướng phía trước sảnh mà đi, phía trước trong sảnh, dịp trần toại nguyện gặp được tô quý phi. Hắn cung kính nói, gặp qua tô di, bất kể nói thế nào, đối với vị này đem lạc hồng nhan nuôi lớn tô quý phi, Diệp Trần trong lòng vẫn là tràn ngập kính úy, lúc này Tô Quý Phi tâm tình, vẫn là không tốt lắm, nàng thản nhiên nói, Để hậu không cần đa lễ, nghe nói ngươi hôm nay tới, là muốn cho hạ nhân đòi cái công đạo, Tô Quý Phi lúc này thời điểm, còn có chút không biết rõ Diệp Trần nói tới sự tình. Nàng còn tưởng rằng Diệp Trần chẳng qua là tùy tiện viện lý do mà thôi, Diệp Trần nghe xong, chính là trực tiếp mở miệng nói ra, chuyện là như thế này, thu cúc nàng lúc ấy vốn nghĩ, là muốn cho trường nhạc đưa một chén định cấp huyết yến, kết quả gặp ngay tại cẩm tú cung bên trong diêu quan thánh tử, Diệp Trần đem sự tình tất cả đi qua, đầu đuôi giảng thuật cho Tô Quý Phi nghe. Giảng còn về sau, hắn thì không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn tin tưởng Tô Quý Phi cần phải có phân biệt thì phi năng lực, Tô Quý Phi lúc này, sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Chương 246, Diện Mục Thật Sự bởi vì ngay từ đầu, Tô Quý Phi đang nghe hạ nhân đến đây bẩm báo nói, Diệp Trần muốn gặp nàng thời điểm, nàng theo bản năng đã cảm thấy, Diệp Trần là muốn đi qua ngăn cản Lạc Thiến Thiến xuất giá, thế nhưng là nàng vì cho Lạc Thiến Thiến tìm một người tốt, dù sao cũng là hao tốn rất nhiều tâm trí, làm sao có thể để Diệp Trần tùy tiện ngăn cản. Đây cũng là vì sao nàng lúc trước thời điểm làm bộ phong hàng, Cố ý muốn tránh đi dịp trần nguyên nhân, thế mà không nghĩ tới dịp trần vừa mới nhìn thấy chính mình liền trực tiếp vạch trần ra như thế tin tức kinh người. Lúc này thời điểm tô quý phi tại đi quan nghiêm túc suy tư về sau, nàng cảm thấy dịp trần thủ hạ thu cúc hẳn không có đảm lượng đi nói láo, mà dịp trần cũng căn bản không giống như là vì chửi bới người nào đó, mà đi tận lực nói láo cái chủng loại kia người, cái này cũng thì mang ý nghĩa diêu quan thánh tử rất có thể đích thật là làm cố ý ức hiếp thu cúc đồng thời đem đã thương loại sự tình này vừa nghĩ đến đây tô quý phi trên mặt thì lộ ra một chút giận dữ lúc này thời điểm diệp trần đang nhìn tô quý phi trên mặt rất nhỏ thần sắc biến hóa cho nên hắn lúc này thời điểm càng thêm chắc chắn tô quý phi lúc trước là nhất định không biết những chuyện này sau đó diệp trần liền gấp nói tiếp tô di ngươi cũng đã biết thu cúc bị diêu quan thánh tử uy hiếp không cho phép đem việc này nói ra nàng cho dù là gãy xương đùi vẫn là cắn răng từ nơi này đi thẳng đến Phượng Minh Cung bên trong Diệp Trần nói xong lời nói này về sau Có thể nhìn ra được Tô Quý Phi vì đó động dung Dù sao nàng cũng vô cùng rõ ràng Xương đùi gãy mất là đau nhất bực nào Thế mà Thu Cúc lại chịu đựng kịch liệt đau nhất Một đường đi trở về Phượng Minh Cung Có thể thấy được Diêu Quang Thánh tử đối Thu Cúc ức hiếp là bực nào bá đạo Sau đó, ngay sau đó Tô Quý Phi chính là mở miệng nói ra Đế hậu sự kiện này ta trước đó hoàn toàn chính xác không biết rõ tình hình nếu không ta khẳng định sẽ cho người đem thu cúc cho mang về tô quý phi cũng vô cùng rõ ràng diệp trần là một cái rất hộ chính mình hạ nhân đế hậu cho nên nàng cảm thấy việc này có cần phải cùng diệp trần giải thích rõ ràng bằng không rất dễ dàng liền sẽ dẫn đến hai người ở giữa hiểu lầm diệp trần dù sao thân vì đế hậu hai người bọn họ về sau cần chung đụng thời điểm còn có rất nhiều diệp trần nghe tô quý phi liền minh bạch nàng ý tứ chắc hẳn tô quý phi trước đó cũng là hoàn toàn bị diêu quan thánh tử cho che đậy lại nếu không nàng là chắc chắn sẽ không để lạc thiến thiến gả cho loại này người tô di ta lần này đến chủ yếu cũng không phải là muốn cùng ngài thảo luận trách nhiệm này vấn đề mà chính là hướng ngài đề tỉnh một câu để ngươi cũng tốt biết diêu quan thánh tử đến tột cùng là hạng người gì diệp trần lần này tỏ thái độ cũng là để tô quý phi có chút động dung nàng lúc này nhìn không được đối dịp trần hỏi, đế hậu, cái kia diêu quan thánh tử đến tột cùng vì sao muốn đối thu cúc một cái hạ nhân động thủ. Có phải hay không tại trong lúc này còn có cái gì hiểu lầm, tô quý phi một bên nói, một bên ra hiệu dịp trần vào chỗ, hai người ngồi xuống về sau. Tô quý phi bên cạnh tỳ nữ cũng là vội vàng cho bọn họ ngược lại dân trà, dịp trần nhấp một miếng trà, sau đó chậm rãi nói, tô di hẳn phải biết, ta bên kia mới tới hai cái tỳ nữ đi, trong đó có một cái cũng là thần kiếm sơn trang an nhiên, ta theo nàng chỗ đó nghe nói, diêu quan thánh tử đã từng hướng bọn họ thần kiếm sơn trang đề thân. Kết quả bị an nhiên cự tuyệt về sau. Thần kiếm sơn trang liền bị trả thù rộng đã nửa năm lâu, đương nhiên chuyện này cũng có thể lý giải, dù sao diêu quan thánh tử đến từ thái huyền thánh địa, thân phận cao quý, tô quý phi nghe lời này, mi đầu đã tại hơi nhíu lên, có điều nạn vẫn là khẽ gật đầu, sau đó dịp trần lại gấp nói tiếp, Tô Di chắc hẳn ngươi hẳn là cũng đối lục yên nhiên có hiểu biết đi. Nàng là tuyệt đối không có khả năng sẽ đối với ta nói láo, mà chính là lục yên nhiên cùng ta nói, mới khiến cho ta đối diêu quan thánh tử người này triệt để thất vọng. Tô Quý Phi nghe Diệp Trần mà nói về sau, trong đầu chính là nổi lên lục yên nhiên bộ dáng, dưới cái nhìn của nàng, lục yên nhiên cái nha đầu này ngày bình thường mười phần dịu dàng, hơn nữa lại nhu thuận hiểu chuyện đích thật là rất không có khả năng sẽ nói láo đi lừa gạt Diệp Trần, điều này sẽ đưa đến Tô Quý Phi đối Diệp Trần sau đó phải nói lời, càng thêm cảm thấy tò mò, đế hậu, ngươi cứ việc nói thẳng đi, Tô Quý Phi trong lòng đã tại làm xong chuẩn bị tâm lý, bởi vì lúc này thời điểm nàng, đang hồi tưởng lại quá khứ rất nhiều chi tiết về sau, cũng là thời gian dần trôi qua phát hiện. Diêu quan thánh tử giống như cũng không giống hắn nhìn từ bề ngoài tốt như vậy, đến đón lấy dịp trần liền đem lục yên nhiên nói cho hắn biết những tin tức kia, tất cả đều thuộc lại cho tô quý phi, tô quý phi càng nghe càng cảm thấy cảm thấy hải hùng khiếp vía, nàng làm sao cũng không nghĩ tới diêu quan thánh tử bí mật lại là được là như thế bẩn thiểu một người. Bởi vì dựa theo dịp trần nói, Lúc ấy lục yên nhiên nếu như không phải trên người có một trương động địa phù, chỉ sợ đều đã bị diêu quan thánh tử cho dùng sức mạnh vũ nhục. Nếu như nói trước đó, Tô Quý Phi khi biết, diêu quan thánh tử thế mà len lén đem thu cúc chân cắt đứt thời điểm, nàng vẫn chỉ là cảm giác có chút sinh khí, thời điểm đó nàng còn đang suy nghĩ. Có phải là hay không bởi vì diêu quan thánh tử cùng thu cúc ở giữa có cái gì hiểu lầm, mới đưa đến hắn ra tay đánh nhau, kết quả bây giờ nghe nói, diêu quan thánh tử tại bên ngoài những cái kia chuyện buồn nôn kiện về sau, tô quý phi là cũng chịu không nổi nữa, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nhìn từ bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp diêu quan thánh tử thế mà như vậy kém cỏi, bất quá tuy nhiên như thế. Nàng vẫn là lần nữa hướng dịp trần xác nhận nói, để hậu ngươi mới vừa nói những thứ này đều là thật sao, dịp trần chậm rãi nhẹ gật đầu, đối với chuyện như thế này, ta làm sao lại lừa gạt tô di, Tô Quý Phi khi lấy được Diệp Trần xác định trả lời chắc chắn về sau, nàng là thật có chút bối rối, chỉ là nàng nhìn không được đối Diệp Trần nói ra, cái này có thể nên làm cái gì là tốt. Ta đã cáo tri diêu quan thánh tử, để hắn đi thái huyền thánh địa bên trong đem trưởng bối của hắn gọi qua, trên cơ bản đều muốn chuẩn bị đã định môn này hôn sự, Tô Quý Phi sau khi nói xong lại tiếp lấy tăng thêm một câu, chỉ sợ hiện tại, bọn hắn người đều nhanh muốn tới, Diệp Trần nghe lời này, lông mày của hắn cũng là nhíu lại, bởi vì nếu như vẫn chỉ là đang cùng diêu quan thánh tử trong quá trình tiếp xúc. Như vậy môn này hôn sự thì hoàn toàn có thể đem chi hủy bỏ, nhưng là một khi vấn đề này dính đến thái huyền thánh địa, thì sẽ biến có chút khó giải quyết. Lúc này Diệp Trần cũng là có chút bất đắc dĩ đối Tô Quý Phi nói ra, Tô Di, trường nhạc nàng còn nhỏ, ngươi tại sao muốn gấp gáp như vậy, Tô Quý Phi đang nghe xong Diệp Trần mà nói về sau, nhất thời là có chút tức giận nhìn lấy hắn. Tô Quý phi chỉ sợ lúc này nội tâm đang suy nghĩ, ta vì cái gì như vậy vội vã đem chính mình nữ nhi gả đi, ngươi Diệp Trần trong nội tâm chẳng lẽ còn không có điểm đến sao? Tô Quý phi đương nhiên không hy vọng nữ nhi của mình sớm như vậy xuất giá, nhưng là không biết sao tiểu cô nương đã bắt đầu mới biết yêu, lại thêm Tô Quý phi thế nhưng là thấy rất rõ ràng, là Thiến Thiến đối với Diệp Trần cảm tình vẫn luôn có chút không thích hợp. Mà Tô Quý phi nội tâm lại vô cùng rõ ràng, là thiến thiến liền xem như thật ưa thích Diệp Trần, cái kia hai người bọn họ cũng quả quyết sẽ không có kết quả gì. Chương 247, Hối hận, cùng để nữ nhi của mình càng lúng càng sâu, tương lai thống khổ không chịu nổi, còn không bằng nạn cái này làm mẹ sớm cho kịp gãy mất nữ nhi tưởng niệm, đem hắn gả cho người khác. Lúc này Diệp Trần khi nhìn đến tô quý phi sắc mặt về sau, cũng rất nhanh liền phản ứng lại, hắn có chút lúng túng không lại nói, kỳ thật Diệp Trần cũng đều có thể cảm giác được. Lạc thiến thiến đối với mình tình cảm, giống như có chút tình yêu nam nữ trộn lẫn trong đó, thế nhưng là Diệp Trần vẫn luôn là đem lạc thiến thiến làm thành mùi mùi mà đối đãi giả dụ lạc thiến thiến thật lâm vào trong đó, không thể tự thoát ra được, cái kia Diệp Trần cũng sẽ cảm thấy có chút khó xử, lúc này thời điểm tô quý phi cũng là thở dài một hơi, sau đó nói, bất kể như thế nào vẫn là muốn cảm tạ đế hậu ngươi qua đây đem chuyện này báo cho ta, bằng không ta cũng không biết diêu quan thánh tử thân là thái huyền thánh địa thánh tử, thế mà lại là loại này phẩm hạnh. Tô Quý Phi lúc này thời điểm đã bắt đầu tự hỏi, nàng nghĩ thầm cũng là mình lúc trước quá mức cuốn cuồng, đến mức căn bản cũng không có với bên ngoài điều tra qua diêu quan thánh tử bản tính thế nào, cũng may mắn hiện tại hết thảy đều còn kịp. Chỉ là Tô Quý Phi có chút không rõ ràng sự tình, thời điểm trước kia thái huyền thánh địa tại bọn họ toàn bộ đại tiệm thần triều bên trong danh tiếng còn là rất không tệ dù sao thái huyền thánh địa thân là chính đạo thế lực đầu rồng là bị rất nhiều tu luyện giả kính ngưỡng lúc này thời điểm dịp trần đồng dạng cũng tại nội tâm tự hỏi vấn đề này hắn lúc này thời điểm ánh mắt hiếp lại bởi vì hắn cảm giác mình đã nghĩ đến một loại khả năng cái kia chính là nói không chừng thái huyền thánh địa lão thánh chủ hiện tại cũng đã đi tới đại đế cảnh giới cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì sao những năm gần đây đến nay Thái Huyền Thánh địa hành sự bắt đầu biến đến quái đảng lên, Tô Quý phi ngươi cũng đừng quá mức lo lắng, dù sao sự kiện này đều còn không có cùng Thái Huyền Thánh địa quyết định xuống. Hết thảy cũng còn có vãn hồi khả năng, Diệp Trần sau khi nói xong, Tô Quý phi lại là sâu kín thở dài một hơi, sau đó nàng nói tiếp đi đến, chỉ bất quá, sự kiện này chỉ sợ vẫn là sẽ cho hồng nhan mang đến nhất định phiền phức a. Vì thế Tô Quý phi cũng là cảm giác vô cùng bất đắc dĩ, bởi vì nguyên bản nàng nghĩ thầm, nhất định muốn cho Lạc Thiến Thiến tìm một cái người tốt nhà. Cho nên mới sẽ lựa chọn Thái Huyền Thánh địa loại này đại thế lực, nhưng là để cho nàng không nghĩ tới chính là Diêu quan Thánh tử thế mà lại là loại này mặt người già thú gia hỏa, Tô Quý phi lúc này thời điểm trên mặt có chút thần sắc lo âu, Thái Huyền Thánh địa thế lực to lớn, bọn họ trong thế lực đứng đầu cường giả qua tới chỉ sợ chuyện này vẫn là không tốt lắm cự tuyệt. Lúc này thời điểm Diệp Trần cũng là ở một bên Trấn An nói nói, Tô Di, Ngài cũng không nên gấp gáp, dù sao Diêu Quang Thánh Tử lúc trước ở bên ngoài ngụy Trang rất tốt, cho nên ngươi không có phát hiện diện mục thật của hắn, cái này cũng rất bình thường, Hồng Nhan bên kia ta sẽ đi cùng nàng giảng minh bạch, bất luận như thế nào, trường nhạc là nhất định không thể gả cho Diêu Quang Thánh Tử loại này ngươi. Tô Quý Phi nhẹ gật đầu, nàng nghĩ thầm diêu quan thánh tử diện mục thật sự vốn là diệp trần vạch trần chuyện này để hắn đi cùng lạc hồng nhan giảng cũng là hợp tình hợp lý mà nội tâm của nàng mặc dù nói cảm thấy sự kiện này sẽ có một ít khó xử lạc hồng nhan nhưng là nàng cũng vô cùng kiên định một điểm cái kia chính là bất luận như thế nào cũng không có thể đem nữ nhi của mình hướng trong hố lửa đẩy mà lúc này diệp trần nội tâm đồng dạng mười phần kiên định điểm này, bởi vì trong đầu của hắn vừa nghĩ tới biết điều như vậy là thiến thiến, không chỉ có mở miệng một tiếng tỷ phu hô hào chính mình, hơn nữa còn tự mình tay làm phúc túi đưa cho mình, thậm chí tại chính mình sinh nhật thời điểm còn tự mình làm một kiện áo choàng, tiểu nha đầu vì làm những chuyện này chỉ sợ chịu khổ không ít. Sau đó... Hắn thì nghĩ thầm vô luận như thế nào cũng không thế để lạc thiến thiến chỗ gã không phải phu quân, đến đón lấy tô quý phi chính là nói thẳng, đã dạng này, vậy chúng ta hiện tại liền đi tìm Hồng Nhan đi, cũng tốt cho hắn chút thời gian chuẩn bị một chút. Diệp Trần cũng nhẹ gật đầu, thế mà bọn họ còn không có khởi hành, ngoài cửa tỳ nữ thì vội vã đến đây bẩm báo. Quý phi nương nương, tử long cung bên trong đã có diêu quan thánh tử, còn có thái huyền thánh địa người tiến về, bệ hạ bên kia phái người tới, để quý phi nương nương, còn có trường nhạc công chúa cùng nhau tiến đến tử long cung bên trong, tô quý phi nghe lời này về sau sắc mặt đại biến, tuy nhiên nàng đã sớm đoán được thái huyền thánh địa người rất có thể cũng đã gần chạy tới nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới đối phương động tác thế mà lại nhanh như vậy lúc này thời điểm diệp trận cũng là nhíu chặt hai hàng chân mày lại sau đó hắn vội vàng hướng tô quý phi nói ra cho nên ngài vẫn là mau chóng cho hồng nhan truyền cái âm đi tránh khỏi nàng vội vội vàng vàng liền đem cái này hôn sự cho quyết định xuống tô quý phi sau khi nghe liên tục gật đầu nàng thầm nói một câu vẫn là dịp trần nghĩ đến chu đáo bởi vì giả dụ lạc hồng nhan coi là tô quý phi cùng lạc thiến thiến đều đã suy nghĩ kỹ càng mà trực tiếp tiến hành ban hôn như vậy môn này hôn sự muốn muốn hủy bỏ thì sẽ biến khó hơn mặc dù nói tô quý phi bản thân thực lực cũng không mạnh mẽ gì có điều nạn ngưng dương cấp bậc cảnh giới cũng đủ để ở chỗ này truyền âm cho lạc hồng nhan mà lúc này tại tử long cung bên trong thái huyền thánh địa thanh vân phong phong chủ đã chạy tới Thanh Vân Phong Phong chủ chính là Diêu Quang Thánh Tử Phụ Thân, Diêu Quang Thánh Tử Phụ Thân tên là Trần Vĩnh Sinh, mà Diêu Quang Thánh Tử tên thật thì gọi là Trần Hoa Quang, Trần Hoa Quang Đạo Hào tên là Diêu Quang Thánh Tử, còn tại tu luyện giới bên trong, tuyệt đại bộ phận người cũng đều ưa thích xưng hô Đạo Hào. Cho nên nói hắn tên thật ngược lại là có chút không vì ngoại giới biết, mà cái kia Trần Vĩnh Sinh bản thân cũng có được thần hoàng thất trọng thiên cảnh giới, hắn loại cảnh giới này tại toàn bộ đại tiệm thần triều bên trong cũng đã coi là cao thủ hàng đầu, lại thêm con của hắn thân là Thái Huyền Thánh Địa Thánh Tử, cho nên hắn được phái tới đến đây gặp mặt Lạc Hồng Nhan. Cũng đã đại biểu Thái Huyền Thánh Địa đối với việc này coi trọng trình độ, thay lời khác tới nói, Trần Vĩnh Sinh là hoàn toàn có tư cách có thể quyết định đại biểu Thái Huyền Thánh Địa phương diện, đồng ý môn này hôn sự, từ một điểm này phía trên cũng có thể nhìn ra được, bọn họ Thái Huyền Thánh Địa là thật rất muốn thúc đẩy môn này hôn sự, mà lúc này Trần Vĩnh Sinh trên mặt cũng là mang theo đã tính trước bộ dáng, bởi vì hắn cũng biết con trai bảo bối của mình, hôm qua thì đã đi tới qua trong hoàng cung này một lần, Trần Vĩnh Sinh đương nhiên biết, hôm qua Diêu Quang Thánh tử đi vào trong hoàng cung là làm cái gì, cho nên hắn lúc này thời điểm, cũng là mỉm cười đối với Lạc Hồng Nhan mở miệng nói ra, bệ hạ việc này đã đều chạy tới bước này. Không bằng ngài trước hết đem môn này hôn sự cho ban thưởng đi, bằng không còn phải phiền phức tô quý phi đợi chút nữa tới lại hướng ngài mở miệng. Trần Vĩnh Sinh tại nói lời nói này thời điểm, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, trong lòng của hắn cũng vô cùng rõ ràng, giả dụ con của mình có thể thành thân với Lạc Thiến Thiến, như vậy đối với bọn hắn toàn cả gia tộc tới nói đều là một kiện thiên đại hảo sự. Coi như Lạc Thiến Thiến tại toàn bộ trong hoàng thất cũng không rất được thái thượng hoàng chú ý. Chương 248, bẩn thiểu người, thế nhưng là nàng dù nói thế nào cũng là hoàng thất một vị công chúa không phải? mà lúc này diêu quan thánh tử cũng là đầu ngồi ở một bên, trên mặt hắn biểu lộ rất cung kính, nhìn qua ngược lại là một bộ nho nhã bộ dáng. Nếu như không phải giải cách làm người của hắn, chỉ sợ mặt cho ai đều sẽ bị hắn bộ này gương mặt cho lừa gạt đi qua. Kỳ thật diêu quan thánh tử lúc này lại nhìn về phía lạc hồng nhan thời điểm, nội tâm là có một ít khác ý nghĩ. Dù sao lạc hồng nhan thân là cửu tiêu mỹ nhân bản phía trên hạng một, nàng tư sắc mới là tối tuyệt đỉnh nhưng là diêu quan thánh tử nội tâm cũng vô cùng rõ ràng, lấy năng lực của hắn muốn có được lạc hồng nhan, cái này là căn bản không thể nào, cho nên hắn cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đến khát vọng đạt được lạc thiến thiến, dù nói thế nào lạc thiến thiến hiện tại mới chỉ là 15 tuổi mà thôi, liền đã duyên dáng yêu kiều, tương lai cũng nhất định sẽ trở thành tuyệt đỉnh mỹ nhân, thậm chí còn vô cùng có khả năng tại trời cao mỗi người trên bản danh sách đạt được một cái rất cao thứ tự tại diêu quan thánh tử xem ra lạc thiến thiến hoàn toàn cũng là một cái tiềm lực cổ lúc này lạc hồng nhan tại nội tâm hơi do dự về sau ngược lại là thật có chút nhớ nhung muốn trước được ban hôn bởi vì nàng cũng từng thăm dò qua tô di ý dựa theo tô di mà nói tới nói nàng đối với diêu quan thánh tử ấn tượng còn là rất không tệ đã song phương đều có ý nguyện như vậy lạc hồng nhan tự nhiên cũng nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng thế nhưng là ngay tại nàng muốn mở miệng ban hôn thời điểm trong đầu đột nhiên vang lên tô di có chút lo lắng truyền âm hồng nhan ta cùng đế hậu lập tức đến tử long cung bên trong ngươi có thể tuyệt đối không nên sớm đáp ứng thái huyền thánh địa thân ái thỉnh cầu ta cũng là vừa mới từ đế hậu trong miệng biết được cái kia diêu quan thánh tử nhân phẩm vô cùng thấp kém ngàn vạn không thể để trường nhạc gã cho loại này người tô di truyền âm tại lạc hồng nhan trong đầu vang lên về sau sắc mặt của nàng nhất thời cũng là biến đến có chút khó coi lúc này thời điểm lạc hồng nhan còn cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, bởi vì nếu như không phải tô di truyền âm tới kịp thời, chỉ sợ nàng còn thật thì sẽ đồng ý thái huyền thánh địa đề nghị, dẫn trước tiến hành ban hôn, mà lúc này lạc hồng nhan cũng biết. Hiện tại cũng không thích hợp hỏi quá nhiều, dù sao đợi chút nữa tô di cùng dịp trần liền sẽ cùng nhau đến đây, chờ đến lúc đó ở trước mặt đến hỏi mới có thể giảng được càng rõ ràng một số. Sau đó Lạc Hồng Nhan liền đối với cái kia Trần Vĩnh Sinh nói ra, Trần Phong chủ chuyện này lại không nhất thời vội vã, lập tức Tô Quý Phi thì muốn tới, đợi nàng tới. Chúng ta bàn lại hôn sự cũng được, lúc này là hồng nhan, tuy nhiên nhìn bề ngoài như cũ khách khí, nhưng là con mắt của nàng chỗ sâu, đã mang tới một chút hàng ý, nếu như dịp Trần giảng sự tình là thật, như vậy nàng tất nhiên sẽ không tha cái này ra vẻ đạo mạo diêu quan thánh tử, lúc này thời điểm Trần Vĩnh sinh. Tự nhiên là liếc mắt liền phát hiện là hồng nhan trên thái độ biến hóa hắn dù nói thế nào cũng là thần hoàn cảnh giới cao thủ phát giác điểm gì thường này vẫn là rất dễ dàng sau đó trần vĩnh sinh nội tâm không khỏi liền bắt đầu tự hỏi hắn nghĩ đến đến tột cùng là cái gì cái phân đoạn xảy ra chuyện mà lúc này diêu quan thánh tử lại là một chút cũng không có phát hiện có không thích hợp hắn thậm chí còn trong bóng tối đánh giá là hồng nhan hắn nghĩ thầm là hồng nhan quả nhiên không hổ là cửu tiêu mỹ nhân bản hạng một nếu như hắn cả đời này may mắn có thể cùng Lạc Hồng Nhan kết hôn, như vậy thì tính toán để hắn từ bỏ cả cánh rừng, cũng không phải là không thể được, mặc dù nói diêu quan thánh tử, nội tâm hiện tại ý nghĩ mười phần bẩn thiểu, có điều hắn vẽ ngoài xác thực một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nếu có người nhìn chầm chầm ánh mắt của hắn nhìn, thậm chí còn có thể cảm thấy hắn ánh mắt trong suốt, không có nửa điểm không bình thường ý nghĩ, cái này cũng nhờ vào hắn nhiều năm trước tới nay kinh nghiệm. Diêu quan thánh tử từ trước đến nay là một cái cực kỳ am hiểu ẩn tàng tự thân ý tưởng chân thật người, mà lại bản thân hắn cũng có được thần vương ngũ trọng thiên cảnh giới. Liền xem như là hồng nhan, cũng căn bản không thể phát giác được hắn chân chính ý nghĩ, may ra không có qua bao lâu thời gian, dịp trần cùng tô quý phi thì cùng một chỗ tới trước, cái kia trần vĩnh sinh cùng trần hoa quan đều là đứng dậy, hướng về dịp trần cùng tô quý phi cùng nhau hành lễ, biểu hiện của bọn hắn một mực cung kính căn bản khiến người ta tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Nhưng là lúc này Diệp Trần lại là ánh mắt lạnh lùng, nhìn lấy đối diện Diêu Quang Thánh Tử, hắn cũng không đợi căn lạc hồng nhan chào hỏi, chính là trực tiếp lạnh giọng mở miệng hỏi, chắc hẳn vị này cũng là Diêu Quang Thánh Tử a. À? Các ngươi Thái Huyền Thánh Địa Thánh Tử thật đúng là uy phong thật to, ta không biết ta tỳ nữ thu cúc đến cùng là nơi nào trêu chọc Diêu Quang Thánh Tử. Lại muốn để ngươi tự mình đem chân của hắn đá gãy. Diệp Trần Tại nói lời nói này thời điểm, ánh mắt của hắn một mực lạnh lùng, nhìn chầm chầm đối diện Diêu Quang Thánh Tử, mà coi như Diêu Quang Thánh Tử lại thế nào giỏi về ẩn tàng, ngay tại lúc này sắc mặt của hắn cũng là đột nhiên biến đến tái nhợt, bởi vì hắn chẳng thể nghĩ tới thu cúc, lại dám đem sự kiện này báo cho Diệp Trần, hắn giờ phút này trong lòng đang ác độc nghĩ đến. Tiện nhân này, thế mà thật dám đi cáo trạng, đợi đến tương lai mình có cơ hội, nhất định muốn đem nàng giết hết bên trong. Lúc này Diêu quan thánh tử, nội tâm cũng chính đang suy tư muốn ứng đối ra sao, mà căn bản không cho hắn thời gian phản ứng. Cái kia là hồng nhan cũng là ngay sau đó phát khó nói, Diêu quan thánh tử, ngươi vì sao muốn đem đế hậu tỳ nữ chân đá gãy. Đế vương nổi giận cũng không phải tùy tiện liền có thể xử lý sự tình, lúc này Trần Vĩnh sinh sắc mặt, cũng bắt đầu biến đến có chút khó coi, hắn đã thời gian dần trôi qua ý thức được, sự tình phát triển giống như ngay tại hướng về không thể khống phương hướng, lúc này diêu quan thánh tử trong đầu linh quang lóe lên hắn cũng là nghĩ đến một cái có chút hạ lưu mưu kế sau đó hắn liền trực tiếp mở miệng nói ra hồi đế hậu ta cũng không biết rõ người kia là đế hậu tỳ nữ chỉ là ta tại tô quý phi trong cung gặp phải nàng lúc phát hiện nữ tử này là dám dùng ánh mắt câu dẫn ta đồng dạng nhẹ nhàng hắn liền trực tiếp đem cái này nồi một lần nữa vung ra thu cúc trên thân không thể không nói hắn một chiêu này thật sự là quá mức ngoan độc bởi vì tỳ nữ câu dẫn người ở ngoài cung chính là đại tội nếu như dịp trần đối thu cúc có nửa điểm hoài nghi lời nói như vậy thu cúc hơn phân nửa cũng là một cái tử tội xuống tràn mà diêu quan thánh tử sắc mặt lại là không thay đổi chút nào tiếp tục nói bệ hạ cùng đế hậu cũng đều biết ta cùng trường nhạc công chúa là nhanh muốn đính hôn ước làm sao có thể thụ loại này yêu nữ câu dẫn cho nên ta nhất thời giận thì hướng về phía nàng đá một chân nguyên bản ta cũng không nghĩ lấy đem chân của nàng đá gãy nhưng là gần nhất tu vi của ta lần nữa đột phá cho nên tại cường độ phía trên cũng không có chưởng khống tốt diêu quan thánh tử một phen đem chính mình vấn đề cho liếc chính là sạch sẽ hắn chỉ nguyện ý thừa nhận chính mình là nhất thời thất thủ cho đem thu cúc chân đá gãy cái kia lúc này thời điểm diệp trần nghe diêu quan thánh tử mà nói tự nhiên là bị tức không nhẹ bởi vì diệp trần vô cùng rõ ràng thu cúc là quả quyết không thể lại đi câu dẫn diêu quan thánh tử mà lại thu cúc nguyên bản cũng không tính đem chuyện nào nói với chính mình. Chương 249, nhận lầm bị phạt, còn là hắn dịp trần theo ra ngoài trở về về sau phát hiện dị thường, liên tục ép hỏi phía dưới mới hỏi xảy ra chuyện nguyên do, nếu như nói thu cúc thật sự là cái loại người này, dịp trần tại cùng đối phương thời gian chung sống dài như vậy bên trong, lại làm sao có thể không phát hiện được đây, bất quá dịp trần cũng không khỏi không bội phục cái này diêu quan thánh tử da mặt dày. Hắn lại có thể như thế mặt không đỏ tim không đập nói láo, đối phương không biết xấu hổ trình độ, đến mức để dịp trần trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao mở miệng, mà liền tại dịp trần suy nghĩ đối sách thời điểm. Một đạo có chút thanh âm non nớt truyền đến, người đang gạt người, thu cúc tỷ tỷ tuyệt đối không phải là ngươi nói cái chủng loại kia lỗ mãng người, nguyên lai là lạc thiến thiến theo nàng mẫu hậu cùng nhau tới trước tử long cung bên trong, nàng vừa tới liền nghe đến diêu quan thánh tử nói cái kia lời nói, cho nên nhất thời giận tiểu nha đầu trực tiếp thì mở miệng dỗi trở về, mà lại lạc thiến thiến tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng là nàng người cũng không ngốc, nếu như nói diêu quan thánh tử, vừa mới giảng chính là thu cúc câu dẫn Diệp trần. Như vậy lạc thiến thiến vẫn là có khả năng sẽ tin tưởng, dù sao tại trong lòng của nàng, chỉ có Diệp trần mới xem như ưu tú nhất nam tử, mà lại lạc thiến thiến trong nội tâm cũng vô cùng rõ ràng, thu cúc các nàng bốn người tất cả đều là đế hậu trung thành nhất phan, mà giống các nàng loại này thường xuyên có thể cùng đế hậu cùng một chỗ ở lại, lại làm sao có thể sẽ coi trọng diêu quan thánh tử đâu. Mà không thể không nói, diêu quan thánh tử phản ứng vẫn là rất nhanh, hắn đang bị mắng một sát na kia, trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui, bất quá loại này không vui ánh mắt, rất nhanh liền bị chính hắn cho ẩn giấu đi, đến đón lấy hắn chính là cười theo, đối cái kia lạc thiến thiến nói ra, đã trường nhạc công chúa đều nói như vậy, cái kia đích thật là có khả năng lúc ấy ta nhìn lầm. Nếu là ta sai rồi, vậy ta hướng đế hậu xin lỗi, hắn những lời này vẫn như cũ là nói giọt nước không lọt, mà ngay sau đó hắn càng là đối với Diệp Trần nói ra, ta nguyện ý nỗ lực nhất định bồi thường để đền bù lỗi lầm của ta, không biết đế hậu một chút như thế nào, sau khi nói xong hắn cũng không đợi Diệp Trần trả lời, Liên tiếp tục chuyển hướng Tô Quý Phi nói ra. Tô Quý Phi, ta là thật tâm muốn cưới trường nhạc công chúa, còn hy vọng Tô Quý Phi cùng bệ hạ có thể thành toàn chúng ta, diêu quan thánh tử. Lời nói này nói rất là thành khẩn, bởi vì hiện tại hắn cũng vô cùng rõ ràng, đột nhiên phát sinh thu cúc chuyện này, nếu như không rèn sắt khi còn nóng, đem hôn sự đã định, như vậy sự kiện này rất có thể liền sẽ phức tạp, dịp trần trong nội tâm cũng không khỏi đến âm thầm tháng phục cái này diêu quan thánh tử thật sự là quá biết ăn nói nếu như chỉ có thu cúc cùng hắn giảng những chuyện này còn thật có có thể sẽ bị diêu quan thánh tử cho lừa gạt nhưng là diệp trần trong nội tâm thì vô cùng rõ ràng diêu quan thánh tử bản chất kỳ thật vô cùng kém cỏi không có việc gì hắn liền trầm giọng đối cái kia diêu quan thánh tử hỏi diêu quan thánh tử không biết các ngươi thái huyền thánh địa phải chăng nắm giữ đại đế cảnh giới cường giả diêu quan thánh tử đang nghe xong diệp trần mà nói về sau nội tâm ở trong tối tự cười lạnh, phải biết đây chính là bọn họ Thái Huyền Thánh địa bí mật lớn nhất, đây hết thảy tình huống thật hắn lại làm sao có thể tiết lộ cho tại chỗ những người này đâu, đương nhiên loại lời này hắn cũng không thể đầy đủ nói thẳng ra. Sau đó liền nghe đến Diêu quan Thánh tử ngoài cười nhưng trong không cười nói, đế hậu, ngài quá đề cao chúng ta Thái Huyền Thánh địa, hắn ý tứ này đã tương đương với phủ nhận. Bọn họ Thái Huyền Thánh Địa nắm giữ đại đế cảnh giới cao thủ, mà ngay sau đó dịp trần lại là đuổi sát không buông mà hỏi vậy các ngươi thái huyền thánh địa luôn có đỉnh phong cấp bậc đế khí a à? diêu quan thánh tử sắc mặt có chút cứng nhắc bởi vì cái này cũng đồng dạng là bọn họ thái huyền thánh địa bí mật nếu quả thật có loại này cường đại đế khí còn đem vấn đề này sự tình trực tiếp nói ra lời nói nói không chừng liền sẽ dẫn tới một ít có bệnh đau mắt người tiến đến công đánh bọn hắn thái huyền thánh địa cho nên diêu quan thánh tử lắc đầu nói tiếp hơn phân nửa cũng là không có đồng thời diêu quan thánh tử căn bản không rõ ràng diệp trần hỏi như vậy đến tột cùng là xuất phát từ loại nguyên nhân nào thế mà rất nhanh diệp trần thì cho hắn đáp án chỉ nghe được diệp trần lạnh lùng nói đã các ngươi thái huyền thánh địa không có đại đế cảnh giới cao thủ cũng không có đỉnh phong cấp bậc đế khí như vậy ta ngược lại thật ra rất muốn biết ngươi lực lượng là theo từ đâu tới đến mức để ngươi đá gãy bản cung tị nữ chân thế mà còn có thể như thế hời hợt, dịp trận sau khi nói xong, cái kia diêu quan thánh tử thì đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, mà ngay sau đó dịp trận cũng không cho hắn cơ hội phản ứng, chính là trực tiếp đối một bên hạ hiền lương nói ra. Hạ công công, đã thái huyền thánh tử thương tổn chính là chúng ta phượng minh cung bên trong nô tỳ như vậy chuyện này cũng không nhọc đến phiền bệ hạ các nàng xử lý, hiện tại liền đem diêu quan thánh tử, đưa đến phượng minh cung đi, dịp trận lời nói này, vừa nói ra khỏi miệng về sau cái kia thái huyền thánh địa trần vĩnh sinh vẫn còn có người đều là ào ào sắc mặt đại biến trần vĩnh sinh lại làm sao có thể sẽ để diệp trần đem con trai bảo bối của hắn đưa đến phượng minh cung sau đó hắn liền bận bịu mở miệng nói ra bệ hạ đế hậu diêu quan thánh tử thế nhưng là chúng ta thái huyền thánh địa thánh tử a hắn trong lời nói này ý tứ hết sức rõ ràng đơn giản thì là muốn dùng thái huyền thánh địa thánh tử thân phận đến bức bách diệp trần làm ra nhượng bộ mà nội tâm của hắn cũng vô cùng tin tưởng vững chắc chỉ cần có thể để dịp trần thanh tĩnh nhận thức đến điểm này về sau như vậy con của hắn khẳng định thì không có việc gì đối với thái huyền thánh địa sức ảnh hưởng hắn còn là vô cùng tin tưởng thế mà dịp trần nghe lời nói này về sau lại là cũng không có bất kỳ cái gì hòa hoãn chỉ nghe được dịp trần lần nữa đối với trần vĩnh sinh lạnh lùng nói trần phong chủ ngươi nói những thứ này ta rất rõ ràng bất quá nghe ý của ngươi là chỉ cần hắn là các ngươi thái huyền thánh địa thánh tử, liền có thể trong hoàng cung muốn làm gì thì làm, Diệp Trần trong lời nói, chỉ trích ý tứ hết sức rõ ràng, mà ngay sau đó Diệp Trần cạn là chuyển hướng lạc hồng nhan nói ra, bệ hạ, cái này diêu quan thánh tử trực tiếp đem ta tỳ nữ chân cắt đứt. Nếu như hắn thì như vậy nhẹ nhàng bân quơ một câu thì tiếp nhận đi, vậy bản cung mặt mũi nên đi chỗ nào thả, tại Diệp Trần nói lời nói này thời điểm, hạ hiền lương đã tới lặng lẽ đến diêu quan thánh tử bên người hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy chỉ cần dịp trần ra lệnh một tiếng hắn nhất định sẽ trước tiên đem diêu quan thánh tử cho bắt giữ lúc trước thời điểm hạ hiền lương cũng nghe đến lục yên nhiên bọn họ đối với diêu quan thánh tử làm ra những chuyện kia giảng thuật cho nên hắn đối với gia hỏa này cũng là không có nửa điểm hảo cảm lúc này cái kia diêu quan thánh tử đã cảm thấy có chút hoảng loạn rồi chỉ nghe được hắn khàn cả giọng hô đế hậu ta mới nói ta không phải cố ý, mà lại ta nguyện ý bồi thường ngươi tỷ nữ tổn thất, diêu quan thánh tử lúc này thời điểm nội tâm là thật có chút lúng cúng. Bởi vì hắn đã đã nhìn ra dịp trần căn bản cũng không phải là đang nói đùa hắn, đồng thời hắn cũng vô cùng không hiểu, vì cái gì đối phương biết rõ bản thân là thái huyền thánh địa thánh tử, còn dám như thế đối đại chính mình. Chương 250, tức hỗn hển, thế mà Diệp Trần đối với lời của hắn căn bản cũng không có phản ứng ý tứ diệp trần chỉ là lạnh lùng đối cái kia hạ hiền lương nói ra đem hắn mang đi nếu như hắn dám phản kháng trực tiếp xuất thủ lúc này thời điểm trần vĩnh sinh sắc mặt biến đến hết sức khó coi con của mình ở trước mặt bị người mang đi hắn lại làm sao có thể chịu được được nhưng là hết lần này tới lần khác hiện tại ngay tại đại tiệm đế cung bên trong cho nên hắn căn bản cũng không dám làm loạn đến mức hắn nội tâm lại thế nào lo lắng lại cũng căn bản không thể làm gì, hắn lúc này chỉ có thể cố giả bộ bình tĩnh, đối cái kia diêu Quang thánh tử nói ra, nhi tử chắc hẳn đế hậu cũng chỉ là muốn cho ngươi một bài học mà thôi, mà lại ngươi trước cũng đích thật là phạm sai lầm. Ngươi liền đi qua nhận cái sai, Trần Vĩnh xin lời nói này kỳ thật căn bản cũng không phải là nói cho diêu quan thánh tử nghe, mà là tại giảng cho tại chỗ đế hậu cùng lạc hồng nhan nghe, hắn hy vọng đế hậu không muốn đối con của hắn hạ cái gì ngoan thủ, thậm chí Trần Vĩnh Sinh cảm thấy nếu như chuyện này xử lý xinh đẹp lời nói, như vậy diêu quan thánh tử, đến đón lấy cũng vẫn là có cơ hội có thể cưới đi lạc thiến thiến. Lúc này diêu quan thánh tử nội tâm đối với dịp Trần cảm thấy vô cùng thống hận, nhưng là hết lần này tới lần khác hắn cái gì đều không làm được. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được đến từ hạ hiền lương cái kia cường đại uy áp, hắn có thể tưởng tượng ra được, nếu như mình thật dám phản kháng như vậy hạ hiền lương khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ đến lúc đó tính mạng của mình nhưng là gặp nguy hiểm sau đó hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị hạ hiền lương dẫn tới phượng minh cung phương hướng lúc này thời điểm lạc hồng nhan mi đầu chính đang nhẹ nhàng nhíu lại bởi vì bất kể nói thế nào thái huyền thánh địa tại đại tiệm thần triều bên trong thế lực vẫn là vô cùng to lớn liền xem như hoàng thất muốn trêu chọc bọn hắn cũng phải nhận thật nhất định đo một cái bất quá đã diệp trần lựa chọn làm như thế như vậy là hồng nhan khẳng định là sẽ tín nhiệm vô điều kiện hắn bởi vì ở quá khứ kinh lịch bên trong lạc hồng nhan trong lòng phi thường rõ ràng diệp trần làm việc rất có chừng mực đã hắn làm như thế khẳng định là có chính mình nguyên nhân sau đó nàng liền cho diệp trần truyền âm nói ra diệp trần ngươi muốn làm sao thì làm vậy a à? trẫm sẽ cho ngươi chỗ dựa mặc dù nói thái huyền thánh địa không phải dễ trêu Bất quá ngươi không cần cân nhắc những thứ này, lạc hồng nhan chỗ lấy nói những thứ này, cũng là bởi vì nó sợ Diệp Trần sẽ sợ đầu sợ đuôi ngại tại mặt mũi của mình, mà không dám thi triển tay chân, mà lạc hồng nhan cũng đích thật là có cái này lực lượng, dù sao Thái Huyền Thánh Địa có mạnh đến đâu. Đối với bọn hắn hoàng thất mà nói, cũng bất quá chỉ là nhất phương thế lực mà thôi, nếu quả như thật cùng Thái Huyền Thánh Địa náo tách ra, như vậy bọn họ hoàn thất cũng hoàn toàn có năng lực đem Thái Huyền Thánh địa phế bỏ đi. Diệp Trần đang nghe lão bà của mình truyền ngôn về sau, nội tâm cũng là cảm thấy vô cùng ấm áp, hắn cũng có thể cảm giác được lạc hồng nhan đối với hắn là thật phi thường không tệ. Sau đó hắn liền trực tiếp đối tất cả mọi người ở đây cáo từ, đồng dạng trở lại phượng minh cung bên trong đi, đợi đến Diệp Trần rời đi về sau, cái kia lạc hồng nhan chính là nói ra, Trần Phong chủ, xem ra hôm nay chúng ta là tạm thời nói không thành này hôn ước, không bằng chờ về sau lại nói, Lạc Hồng Nhan nói ra lời nói này, đã là tại hạ lệnh trục khách, lúc này Tô Quý Phi cũng là nhẹ gật đầu. Cho thấy chính mình cũng là đồng dạng ý tứ, trường nhạc nàng còn nhỏ, chuyện này cũng không thế nào gấp, mắt thấy đối diện hai người thái độ cũng bắt đầu biến đến có chút lãnh đạm lên. Cái kia Trần Vĩnh Sinh cũng là thật cảm thấy có chút hoảng loạn rồi, bởi vì hắn phí hết tâm tư đi tới nơi này, đơn giản thì là muốn thúc đẩy chính mình nhi tử cùng lạc thiến thiến trận kia hôn ước. Hiện nay ngược lại tốt, hôn ước không có nói thành ngược lại cũng thôi, thế mà liền con của mình đều bị mang đi, hắn làm sao có thể cam tâm đâu, sau đó hắn liền vội vàng nói, bệ hạ, tô quý phi ngài hai vị ngàn vạn không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đem hôn ước sự tình đẩy về sau nha. Chắc hẳn đế hậu bên kia rất nhanh cũng liền có thể đem nhi tử ta xử phạt hoàn tất đợi đến nhi tử ta sau khi trở về, ta cũng nhất định sẽ cảnh cáo hắn về sau không thể làm loạn. Trần Vĩnh Sinh là nói cái gì cũng không nguyện ý cứ thế mà đi, bởi vì cái này mang ý nghĩa hắn vừa bồi phu nhân lại chiếc binh, tâm lý thật sự là không qua được cái kia mấu chốt, điểm quyết định, thế mà Lạc Hồng Nhan lại căng vốn không thế nào thích phản ứng đến hắn. Lạc Hồng Nhan thần sắc lãnh đạm nói, hôm nay trước hết đến nơi này đi, trẫm tâm tình không được tốt lắm, xin mời Trần Phong chủ đi đầu trở về, đợi đến Diêu Quan Thánh Tử tại đế hậu chỗ đó thù hết phạt về sau tự nhiên sẽ rời đi. Lúc này Trần Vĩnh sinh sắc mặt cực kỳ khó coi, có điều hắn cũng là người thông minh, rất nhanh đã nghĩ thông suốt một ít gì đó. Bởi vì tại Trần Vĩnh sinh xem ra, nếu như vẹn vẹn chỉ là đem phượng minh cung bên trong một cái hạ nhân chân đá gãy, khẳng định không đến mức huyên náo nghiêm trọng như vậy, chắc hẳn tại những chuyện này sau lưng vẫn còn có một số không vì hắn biết sự tình, lại nói lúc này lại cái kia phượng minh cung bên trong hà hiền lương trực tiếp mang theo diêu quan thánh tử đi tới phượng minh cung mà dịp trần cũng là đi theo đám bọn hắn cùng nhau trở về dịp trần mới vừa tiến vào phượng minh cung liền trực tiếp hô xem ra ngươi đem lục yên nhiên còn có an nhiên các nàng đều gọi qua dịp trần tiếng nói vừa mới rơi xuống cái kia diêu quan thánh tử nội tâm cũng là nhìn không được cuồng loạn lên hắn giờ phút này nội tâm không khỏi trong bóng tối thầm nghĩ chẳng lẽ nói lục yên nhiên bọn họ cùng dịp trận nơi này nói huyên thuyên tử rồi có điều hắn nghĩ lại lại cảm thấy hai người kia cũng không dám mới đúng nếu như các nàng thật dám cùng dịp trận nói lung tung lời nói như vậy thì tính toán hai nữ nhân này cả một đời đều trốn ở đại tiệm đế cung bên trong như vậy tương lai tại hắn trở thành thái huyền thánh địa thánh chủ thời điểm cũng nhất định có biện pháp có thể đem bọn họ giết chết trong lòng như vậy hung tợn nghĩ đến diêu quan thánh tử liền thấy lục yên nhiên cùng an nhiên đi ra, cái kia lục yên nhiên tại theo trong phòng tu luyện sau khi đi ra, liếc một chút liền thấy được trong hậu viện diêu quan thánh tử, sắc mặt của nàng nhất thời thì biến đến cực kỳ khó coi, thậm chí tại trong ánh mắt của nàng, còn toát ra một tia thần sắc sợ hãi, rất rõ ràng, đã từng diêu quan thánh tử mang cho qua nàng cực lớn tâm lý. Mà loại kia tâm lý, cho tới bây giờ cũng như cũ không thể hoàn toàn tán đi, cho dù là có dịp trần ở bên cạnh, nàng cũng sẽ không nhìn được cảm thấy hoảng hốt mà điểm này cũng là bởi vì diêu quan thánh tử bản thân thân phận cực kỳ nguyên nhân đặc biệt dù sao thái huyền thánh địa ở bên ngoài tu luyện giới bên trong có danh tiếng thật sự là quá lớn mà giống bọn họ loại này phổ thông tu luyện giả giả dụ muốn là đắc tội thái huyền thánh địa cái kia là tuyệt đối không có quả ngon để ăn thậm chí có thể nói đắc tội thái huyền thánh địa về sau bọn họ trên cơ bản liền sẽ không có đường sống lúc này dịp trần lạnh lùng đối với Diêu Quang Thánh Tử nói ra, Diêu Quang Thánh Tử, ta nghe yên nhiên nói, ngươi thật giống như trước đó thời điểm muốn muốn mạnh mẽ khi nhục nạn. Mà lại ngoài ra ngươi còn làm bẩn qua mười mấy cái nữ tử. Không biết những thứ này đều có phải thật vậy hay không, Diệp Trần đang hỏi xong lời nói này về sau, cái kia Diêu Quang Thánh Tử đôi mắt chỗ sâu nhất thời cũng là toát ra một vẻ hoảng sợ, hắn không nghĩ tới. Lục yên nhiên vậy mà thật dám nói hết ra người này mạnh quá mức lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa. Chương 251, tính sổ sách, lúc này Diêu Quang Thánh Tử mặc dù nói cực độ tức giận, thế nhưng là hắn cũng còn không có mất lý trí, trong lòng của hắn đầu vô cùng rõ ràng, chuyện này vô luận như thế nào cũng là không thể thừa nhận xuống, bằng không không nói trước đế hậu dịp trần bên này sẽ xử trí như thế nào chính mình, cũng là hắn cùng lạc thiến thiến hôn sự, chỉ sợ cũng sẽ chịu ảnh hưởng mà triệt để ngâm nước nóng cho nên tại ngắn ngủi suy nghĩ sau đó, Diêu quan thánh tử cũng là cuốn quyết nói ra, đế hậu, ngài đây chính là oan uổng ta, ta theo chưa làm qua loại sự tình này, ngài không thể nương tựa theo lục yên nhiên lời nói của một bên, thì oan uổng người A, Diêu quan thánh tử trong đầu vô cùng xác định, tự mình làm qua những chuyện kia, cho tới bây giờ đều không có để lại bất cứ chứng cớ gì. Cho nên nói chỉ cần hắn một mực chắc chắn không thả, như vậy đế hậu liền lấy hắn không có nửa điểm phương pháp không thể nào, ta điều tra lục yên nhiên trí nhớ, nàng nói tới đây đều là lời nói thật, Diệp Trần đã sớm đoán được, Diêu quan thánh tử hẳn là sẽ có chỗ ngụy biện, sau đó hắn dứt khoát trực tiếp nói ra, thế nhưng là Diêu quan thánh tử như cũ không muốn thừa nhận. Hắn cười một cái nói, đế hậu, cái kia căn bản chính là ta đang khoác lác, trước kia ta theo đuổi nữ tử phàm là người ta không đồng ý, ta đều đem thả, ta nói những thứ này cũng hoàn toàn thì là muốn hù dọa một chút lục yên nhiên thôi, những lời này nói ra miệng về sau, Diệp Trần đều bị chọc giận quá mà cười lên, hắn là thật không nghĩ tới diêu quan thánh tử cư nhiên như thế có thể ngụy biện. Bất quá đối phương chỗ lấy bình tĩnh như thế, cũng là có nguyên nhân, bởi vì Diệp Trần hoàn toàn chính xác chỉ là nghe lục yên nhiên nói, cũng không có cái gì thực chất tính chứng cứ. Bất quá mặc dù nói muốn để Diêu quan Thánh Tử thừa nhận tự mình làm qua những cái kia hành vi phạm tội rất khó khăn, nhưng là cái này không có nghĩa là Diệp Trần thì sẽ bỏ qua hắn, mà lúc này lục yên nhiên cũng là một mặt bi phẫn nói ra ngươi nói với nói vẫn lúc ấy ngươi tuyệt đối không phải đang gạt ta những cái kia khẳng định đều là thật mà lúc này diệp trần cũng là cho lục yên nhiên một cái an ủi ánh mắt hắn đương nhiên biết diêu quan thánh tử nói hết thảy đều là đang nói láo dù sao lấy hiện nay diệp trần đại đế lục trọng thiên thực lực mà nói muốn nhìn rõ ràng diêu quan thánh tử nói tới có phải là thật hay không lời nói vẫn là rất đơn giản diêu quan thánh tử ngươi tại bản cung trước mặt còn nói láo cái này chỉ sợ không rất thích hợp à thế mà diệp trần sau khi nói xong diêu quan thánh tử lại là chững chạc đàng hoàng lắc đầu đế hậu ta cùng ngài nói câu câu đều là lời nói thật diệp trần nói tiếp ngươi có phải hay không cảm thấy đem những cô gái kia tất cả đều giết chết về sau không còn có người có thể chỉ chứng tội của ngươi rồi tuyệt đối chuyện không hề có ta căn bản cũng không có giết qua những cô gái kia nhiều lắm là cũng là hù dọa bọn họ một chút thôi tại lần này diệp trần lại một lần đã nhận ra diêu quan thánh tử là đang nói láo theo đơn giản trong lúc nói chuyện với nhau hắn cũng đã có thể đoán được chỉ sợ diêu quan thánh tử thật giết hại qua rất nhiều lương gia nữ tử mà lại số lượng này tuyệt đối không ít nói không chừng đều có mười mấy cái nhiều như vậy mà những cô gái này sau lưng đại biểu đều là nguyên một đám sống sờ sờ gia đình a à. thử nghĩ một hồi nhà ai nữ nhi bị hại sau khi chết làm phụ mẫu lại có thể sống tốt đâu, cho nên lúc này Diệp Trần đối với Diêu Quang Thánh Tử tràn đầy hận ý, sau đó hắn trực tiếp đối một bên Hạ Hiền Lương nói ra. "Hạ công công, trực tiếp đem tu vi của hắn phế bỏ, lúc này thời điểm Diêu Quang Thánh Tử đang nghe xong Diệp Trần lời nói về sau, nhất thời cũng là lâm vào trong kinh hoảng, có điều hắn lại là hướng về phía Diệp Trần hung hãn nói, "Ta kính ngươi là đế hậu, thế nhưng là ngươi cũng không thể muốn làm gì thì làm đúng không?" Phế đi tu vi của ta, ngươi thì không sợ Thái huyền thánh địa người tìm ngươi gây chuyện. Lúc này Diêu quan thánh tử, thậm chí đều đã muốn đem gia gia mình rời ra ngoài, có điều hắn đột nhiên nghĩ đến. Gia gia mình đã đột phá đến đại đế cảnh giới sự tình, là bọn họ Thái huyền thánh địa lớn nhất bí mật, cho nên hắn cũng liền cố kiềm nén lại. Thế nhưng là lúc này hạ hiền lương mới sẽ không quản nhiều như vậy, hắn sẽ chỉ trung tâm với Diệp Trần, đã Diệp Trần nói muốn đem Diêu quan thánh tử tu vi phế bỏ. Như vậy Hạ Hiền Lương thì tuyệt đối sẽ không lưu thủ, lúc này Hạ Hiền Lương đã tại vận dụng lấy trong cơ thể mình lực lượng, đem Diêu Quang Thánh Tử tu làm một điểm điểm phế bỏ, rõ ràng cảm nhận được chính mình sắp bị phế sạch tu vi thời điểm, Diêu Quang Thánh Tử nội tâm tràn đầy kinh hoảng, hắn vội vàng hướng cái kia dịp trần nói ra, "Không thể, các ngươi không thể phế bỏ tu vi của ta. Gia gia của ta là đại đế cao thủ, tại loại này nhìn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn cũng không lo được đem thái huyền thánh địa bí mật thủ ở trong lòng dù sao giả dụ hắn thật phải bị phế rơi tu vi như vậy hắn cái này thánh tử cũng làm như chấm dứt đợi đến tương lai càng là không có khả năng lại trở thành thánh chủ thậm chí gia tộc bọn họ thế lực đối địch còn có thể sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem chính mình giết chết dù sao tại chính mình làm thánh chỉ trong khoảng thời gian này hắn tại thái huyền thánh địa bên trong danh tiếng cũng không thế nào tốt Thế mà lúc này thời điểm Diệp Trần nghe Diêu Quang Thánh tử mà nói, lại chỉ là cười lạnh một tiếng, "Diêu Quang Thánh tử, ngươi có phải hay không cảm thấy gia gia ngươi là đại đế cấp bậc cao thủ? Cho nên thì rất ngưu, chẳng lẽ ngươi cho rằng Hoàng Thất sẽ còn sợ chỉ là một cái đại đế cao thủ?" Lúc này Hạ Hiền Lương căn bản cũng không có định chỉ động tác trên tay của chính mình, chỉ bất quá hắn vì ẩn tàng chính mình chân chính thực lực, cho nên một mực vận dụng là thần vương thất trọng thiên thực lực lấy hắn hiện tại thi triển ra loại thực lực này muốn hoàn toàn đem diêu quan thánh tử phế bỏ vẫn là cần thời gian nhất định mà lúc này diêu quan thánh tử còn không có triệt để từ bỏ dãy dùa khi nhìn đến dịp trần thế mà quả thật lớn mật như thế về sau hắn lại vội vàng nói tiếp gia gia của ta cũng không phải vừa mới đột phá đến đại đế cảnh giới hắn đều đã nắm giữ đại địa tam trọng thiên thực lực diêu quan thánh tử nói những thứ này đơn giản thì là muốn để dịp trần cảm thấy sợ hãi thế mà Diệp Trần lại chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có biểu thị cái gì, sau đó Diêu quan Thánh Tử thì lại một lần nói tiếp, mà lại chúng ta thái huyền thánh địa bên trong, còn có cường đại nhất đế khí, người nào có loại kia đế khí, liền xem như muốn đánh vết đại địa thất trọng thiên cao thủ, cũng đều là có khả năng, lúc này Diệp Trần, nghe lời này. Trên mặt trốt cục xuất hiện một tia gần sống, tới gần tuyệt cảnh Diêu quan Thánh Tử, thật là cái gì đều không để ý tới hắn đem tất cả bí mật tất cả đều nói thẳng ra, vì cái gì cũng liền chỉ là muốn bảo trụ thực lực của mình mà thôi. Diệp Trần mặc dù nói trước kia cũng từng nghĩ đến Thái Huyền Thánh Địa, khả năng sau biểu hiện ra thực lực còn cường đại hơn. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Thái Huyền Thánh Địa thế mà có thể ẩn tàng thực lực mạnh như thế, nhưng là hắn nội tâm tuy nhiên kinh ngạc, lại như cũ đối một bên Hạ Hiền Lương nói ra, Hạ Công Công không cần lưu thủ, trực tiếp đem tu vi của hắn triệt để phế bỏ, để hắn cũng đã không thể tu luyện, đối với diêu quan thánh tử loại này người, căn bản cũng không có thế có lòng nhân từ. Coi như lần này dịp trần trở ngại đủ loại nguyên nhân, đem diêu quan thánh tử buông tha, tương lai hắn cũng nhất định sẽ trả thù chính mình. Chương 252, Phế Tu Vi gãy chân, dịp trần, ngươi chính là cái từ đầu đến đuôi tên điên, ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi thật đem ta tu vi phế bỏ lời nói, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ bị chúng ta thái huyền thánh địa giết chết, còn có ngươi, hạ công công, ngươi giúp hắn xuất thủ, cũng sẽ nhận liên lụy, diêu quan thánh tử lúc này khang cả giọng, hắn liều mạng muốn để hạ hiền lương dừng tay. Nhưng là hạ hiền lương mới sẽ không quản hắn, dù sao trong lòng của hắn đầu thế nhưng là đem dịp trần làm thành là thánh tôn cao thủ, cứ như vậy, tại diêu quan thánh tử từng tiếng trong tiếng kêu thảm, Hạ Hiền Lương đem đan điền của hắn cùng kinh mạch đều phế bỏ, thời gian dần trôi qua diêu quan thánh tử đã xa vào đến tuyệt vọng trạng thái hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tất cả tu vi đã tiêu tán không còn chút nào cái này mang ý nghĩa hắn hết thảy đều muốn phá nát mà hắn hiện tại liền xem như liền trước mắt phế vật diệp trần đều đánh không lại mà diệp trần tại sai sử hạ hiền lương làm xong đây hết thảy về sau cũng không có lại nhiều nhìn diêu quan thánh tử liếc một chút mà chính là trực tiếp nhìn về phía một bên lục yên nhiên nói ra yên nhiên, hiện tại ngươi cũng không sợ vị này dư quan thánh tử đi, một bên lục yên nhiên trong mắt hiện ra lệ quan, nàng kiên định lắc đầu, dịp trần làm việc này, để cho nàng có chút cảm động, bởi vì lúc trước dư quan thánh tử, từng tại lục yên nhiên trong lòng lưu lại rất lớn tâm lý, nếu như không thể nhanh chóng đem những thứ này bóng mờ cho đi trừ rơi, là rất dễ dàng tại nàng tương lai con đường tu luyện bên trong. Lưu lại tâm ma, hiện tại dịp trần cử động, có thể nói là vì nàng sau này dỡ bỏ một viên chôn giấu nhiều năm mình, lục yên nhiên đang nhìn hướng một bên diêu quan thánh tử lúc, trong ánh mắt cũng sớm đã không có nửa phần hoảng sợ, đồng dạng, nàng xem thấy diêu quan thánh tử cầu khẩn lúc, cũng không có nửa phần đồng tình, dù sao diêu quan thánh tử làm nhiều việc ác, hắn có thể có này báo ứng cũng là đáng đời. Lúc này thời điểm dịp trần, chậm rãi đi hướng diêu quan thánh tử, chân của hắn hướng về diêu quan thánh tử xương đùi đá tới, trong chớp nhoáng này, diêu quan thánh tử xương đùi trực tiếp liền bị diệp trần cho đạp gãy diêu quan thánh tử trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc đồng thời một tiếng hét thảm theo trong miệng hắn phát ra đúng vào lúc này lạc hồng nhan mang theo tô quý phi còn có lạc thiến thiến đi tới phượng minh cung bên trong các nàng vừa mới tới cửa liền nghe đến diêu quan thánh tử truyền ra tiếng kêu thảm thiết sau đó ba người tăng tốc cước bộ đều là vội vàng đi tới phượng minh cung hậu viện vừa đến trong hậu viện ba người liền thấy chính toàn thân sụi lơ, ngã trên mặt đất diêu quan thánh tử, bệ hạ, bệ hạ, ngài nhất định muốn mau cứu ta, dịp trần hắn gia hỏa này cũng là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Diêu quan thánh tử lúc này có thể nói là thảm trạng chồng chất, hắn vạn lần không ngờ, dịp trần cư nhiên như thế lớn mật, thật dám đem tu vi của mình phế bỏ đi, mà lại thế mà còn được một tấc lại muốn tiến một thước đánh gãy một cái chân của mình, lạc hồng nhan nhìn một chút trong tràn tình hình, thì hướng về diệp trần đi tới, diêu quan thánh tử trong lòng vui vẻ. hắn cảm thấy cái này diệp trần chắc là phải bị chỉ trích, thế mà để hắn có chút tuyệt vọng là là hồng nhan đến gần diệp trần bên cạnh về sau, lại chỉ là có chút lo lắng nói ra, diệp trần hạ công công thực lực dù sao cũng chỉ có thần vương cấp, ngươi làm như vậy mạo hiểm rất lớn, lần sau những chuyện tương tự liền trực tiếp tại tử long cung làm liền tốt. diêu quan thánh tử nghe lời nói này về sau hắn chỉ cảm giác mình đều muốn nổ tung, nghe một chút, cái này kêu cái gì lời nói, dịp trần thế nhưng là đem chính mình tu vi đều biến thành tàn tật, kết quả ngươi cái này làm bệ hạ, thế mà còn rất chống đỡ hắn, lúc này dịp trần một mặt lạnh nhạt nói, hồng nhan ngươi yên tâm đi, hạ công công thực lực còn là rất không tệ. Lại nói đây không phải còn có lục yên nhiên cùng an nhiên các nàng à, cái này diêu quan thánh tử, tối thiểu xâm phạm mười mấy cái nhà lành thiếu nữ, Diệp Trần Tại nói lời nói này thời điểm, trong giọng nói tràn đầy oán giận chi ý, bệ hạ, ngươi đừng nghe hắn, ta cho tới bây giờ đều không có làm qua loại sự tình này, Diêu quan Thánh Tử mặc dù nói trong lòng đã có chút tuyệt vọng. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn đánh mất lý trí, liền xem như Tại vừa mới, hắn cũng vẫn luôn không có thừa nhận điểm này, bởi vì đại tiệm thần triều thế nhưng là có luật pháp, nếu như dựa theo luật pháp để tính, hắn những cái kia hành vi phạm tội nếu như được chứng thực, đây chính là thỏa thỏa tử hình, lúc này là hồng nhan, thần sắc đạm mạc nhìn trên mặt đất diêu quan thánh tử. Nàng lạnh lùng nói, trần hoa quan hiện tại tu vi của ngươi bị phế, thế nhưng là rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện nói láo hay không, người tới, đem trần vĩnh sinh kêu đến, rất nhanh liền có người lĩnh mệnh mà đi. Cái kia Trần Vĩnh Sinh mới vừa rời đi lại lần nữa thụ triệu về tới đại tiệm đế cung, mà Trần Vĩnh Sinh tại trở lại đại tiệm đế cung trên đường tâm tình vẫn là vô cùng không tệ bởi vì dựa theo phán đoán của hắn chính mình mới vừa rời đi thì lại bị gọi trở về lớn như vậy xác suất tình huống cũng là dịp trần chuyện bên này đã giải quyết mà hắn cũng là đang suy tư lần này bệ hạ gọi mình trở về hơn phân nửa chính là muốn xác định hôn ước sự tình không có qua bao lâu thời gian trần vĩnh sinh liền bị lạc hồng nhan phái đi người dẫn tới tử long cung bên trong lúc này thời điểm dịp trần bọn họ cũng đã mang theo đã bị phế sạch diêu quan thánh tử đi tới tử long cung trần vĩnh sinh mới mới xuất hiện cái kia diêu quan thánh tử cũng là hét thảm một tiếng phụ thân thanh âm của hắn vô cùng thê lương đến mức trần vĩnh sinh đều bị giật nảy mình bất quá chờ hắn thấy rõ ràng trần hoa quan thảm trạng về sau trần vĩnh sinh cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh bởi vì hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra trước mắt trần hoa quan sớm thì đã không có nửa điểm tu vi ở trên người hắn thậm chí đều không thể tin được trước mắt cái này một thanh nước mũi một thanh nước mắt không ngừng tại trên mặt đất kêu thảm người trẻ tuổi thế mà thật là con của mình bất quá không có qua bao lâu thời gian hắn liền đã kịp phản ứng trần vĩnh sinh nhất thời tức giận dị thường đối lạc hồng nhan nói ra bệ hạ con ta thế mà bị đế hậu bị thương thành dạng này người có phải hay không cần phải cho chúng ta thái huyền thánh địa một cái thuyết pháp Trần Vĩnh Sinh tại nói lời nói này thời điểm, mặt mũi tràn đầy bi phẫn chi tình, bất quá đối diện Lạc Hồng Nhan lại là thủy chung sắc mặt lạnh lùng, "Trần Vĩnh Sinh, ngươi làm sao không hỏi trước một chút, ngươi nuôi con trai ngoan đều làm những gì sự tình?" Bệ hạ lời này ý gì? Trần Vĩnh Sinh sắc mặt rất khó coi, có điều hắn cũng có chút tâm lý không chắc, bởi vì hắn cũng biết, chính mình nhi tử ngày bình thường làm không ít chuyện xấu, chẳng lẽ lại nhi tử làm những sự tình kia? đều bị bệ hạ bọn họ cho biết được, thế nhưng là không cần phải nha, mỗi một lần sự tình sau đó, chính mình cũng đều có giúp đỡ nhi tử chùi đít. Hẳn là không lưu phí dưới nhược điểm gì mới đúng, Người nhi tử giết hại vô tội thiếu nữ, bức bách các nàng thì cũng thôi đi, thế mà còn đưa các nàng giết diệt khẩu, loài sự tình này tại chúng ta đại tiệm thân triều, phải bị tội gì, lạc hồng nhan tại nói lời nói này thời điểm, lạnh lùng nhìn chầm chầm đối diện Trần Vĩnh Sinh, Trần Vĩnh Sinh tại thời khắc này chỉ cảm thấy tráng mình mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chương 253, ban cho cái chết, phụ thân, ngươi đừng nghe bọn họ, ta cho tới bây giờ đều không có làm qua loại sự tình này, một bên trần hoa Quang còn đang tiến hành sau cùng dãy dụa, nhưng là lạc hồng nhan ánh mắt lại là một mực tại chăm chú nhìn chầm chầm đối diện Trần Vĩnh Sinh, lúc này Trần Vĩnh Sinh, nội tâm cũng là cảm giác có chút bối rối, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng. Trần Hoa Quang làm những việc này, tối thiểu nhất cũng là muốn bị phán xử tử hình, giả dụ chính mình thật giúp đỡ chính mình nhi tử nói dối, cái kia liền có thể coi là tòng phạm, trần phong chủ, trẫm đang tra hỏi ngươi đây, lạc hồng nhan thanh âm nhàn nhạt truyền đến, trần vĩnh sinh thân thể chấn động, lập tức hắn trên mặt đắng chát nói, bệ hạ, nếu như việc này coi là thật. Cái kia nên chỗ lấy cực hình, Trần Vĩnh Sinh tại nói lời nói này thời điểm, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, có điều hắn cũng vô cùng rõ ràng, chính mình là không có khả năng cứu trần hoa quan dù sao lạc hồng nhan bọn họ có thể như thế minh xác nói ra nhất định là nắm giữ nhất định chứng cứ mà lại trần hoa quan hiện nay đều đã là một người phế nhân hắn lại nghĩ làm thái huyền thánh địa thánh tử cũng đã là không có nửa điểm khả năng chính mình không cần thiết vì một phế vật như vậy nhi tử liền đi trêu chọc đế hậu cùng lạc hồng nhan cho nên nói cứ việc trần vĩnh sinh nội tâm tại thời khắc này vô cùng thống khổ thế nhưng là hắn vẫn như cũ là cắn răng nói ra lời nói này phụ thân ngài không tin hài nhi sao trần hoa quang lâm vào tuyệt vọng chi cảnh bệ hạ ngài nghe ta nói ta thật không có làm qua những sự tình kia mặc dù nói trần hoa quang tại bị phế sạch thời điểm muốn tự tử đều có thế nhưng là chờ đến tử vong chánh thức đến thời điểm nội tâm của hắn vẫn như cũ là tràn đầy hoảng sợ dù sao tử vong sự kiện này so với hắn bị phế sạch muốn càng thêm đáng sợ thế mà lạc hồng Nhan căn bản cũng không có nhìn trần hoa quang liếc một chút nàng chỉ là nhẹ gật đầu lạnh lùng đối với trần vĩnh sinh nói ra trần phong chủ vẫn là cái người hiểu chuyện đã ngươi đều không có ý kiến phản đối như vậy thì đem hắn dẫn đi chém đi trần hoa quang đang nghe lời nói này thời điểm trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ liền xem như đam mưu túc trí trần vĩnh sinh cũng là không kìm hãm được thân thể chấn động bệ hạ tha mạng a à, tha mạng Trần Hoa Quang bị cấm vệ quân mang ra tử Long Cung, cũng không lâu lắm liền bị chém đầu lâu. Trần Vĩnh Sinh lúc này, sắc mặt âm trầm như nước, hắn lạnh lùng nói, bệ hạ, ta muốn mang ta đi nhi tử thi thể, tâm tình của hắn vô cùng hỏng bét, nguyên bản lần này tới đến đại tiệm đế cung, là chuẩn bị muốn cùng hoàn thất quan hệ thông gia, kết quả quan hệ thông gia thất bại không nói. Hắn thế mà còn đã mất đi chính mình yêu thích nhất nhi tử, mất con thống khổ cũng không phải bình thường thống khổ. Lúc này Lạc Hồng Nhan lạnh giọng mở miệng nói ra, Trần Phong Chủ, nếu như thời gian thích hợp, ngươi chuyển lời để phụ thân ngươi đến một chuyến, lại nói hắn đều đã đại đế tam trọng thiên, thế mà đều không đến cáo tri trẫm, trẫm cũng nên cho hắn thật tốt ăn mừng một phen. Trần Vĩnh Sinh đang nghe xong lời nói này về sau, nhất thời cũng là cảm giác có chút tê dại da đầu, cha mình đã đạt tới đại đế tam trọng thiên sự kiện này, vốn chính là Thái Huyền Thánh địa bí mật lớn nhất, kết quả hiện tại lạc hồng nhan thế mà liền sự kiện này đều đã biết được, không cần phải nói hắn cũng biết, đây hết thảy khẳng định là Trần Hoa Quang tại đứng trước sinh tử tuyệt cảnh thời điểm. Mới nói ra được sự tình, mà lại sự kiện này bây giờ bị lạc hồng nhan biết được về sau, Trần Vĩnh sinh nội tâm vẫn còn có chút hốt hoảng, dù sao Thái Huyền Thánh Địa tại đại tiệm thần triều dưới sự cai trị, mà phụ thân của hắn tại đột phá đến đại đế cảnh giới về sau, thế mà không cùng lạc hồng nhan báo cáo cái này khó tránh khỏi liền sẽ để lạc hồng nhan hoài nghi. Cảm giác đến bọn hắn Thái Huyền Thánh Địa có phản ý, mặc dù nói bọn họ Thái Huyền Thánh Địa bản thân thực lực nội tình cũng vô cùng thâm hậu, nhưng là cùng đại tiệm thần triều hoàng thất tiến hành đối kháng, hiển nhiên không phải một kiện lý trí sự tình, bệ hạ xin hãy tha lỗi, phụ thân ta những năm gần đây một mực dốc lòng tu luyện, cái này mới có cơ hội có thể đến đại đế tam trọng thiên cảnh giới. Ngươi ý tứ ta sẽ truyền đạt cho phụ thân, tại bề ngoài hết hình dáng về sau, Trần Vĩnh Sinh liền dẫn Trần Hoa quan thi thể rời đi, đợi đến sau khi bọn hắn rời đi, Tô Quý Phi hơi xúc động nhìn về phía Diệp Trần, đế hậu, lần này cần nhờ có người giúp chúng ta nhận rõ diêu quan thánh tử làm người, bằng không chúng ta trường nhạc thật là liền bị ta đẩy mạnh hố lửa. Tô Quý Phi tại nói lời nói này thời điểm, có thể nói là gương mặt cảm khái, có thể nhìn ra được, nàng là thật có chút nghĩ mà sợ bởi vì diêu quang thánh con trước đó che giấu thật sự là quá tốt lấy tô quý phi tiến hành những cái kia bước đầu đơn giản điều tra căn bản liền không khả năng phát hiện diện mục thật của hắn tô di ngài nói lời này nhưng là quá khách khí diệp trần cười một cái nói hắn nhưng là đem tô quý phi còn có lạc thiến thiến đều trở thành người nhà mình nếu không diệp trần cũng sẽ không đi quản những thứ này nhàn sự tuy nhiên diệp trần nói thì nói như vậy nhưng là tô quý phi vẫn là thở dài, bởi vì giống bây giờ loại tình huống này, nàng xem như lần nữa thiếu dịp trần lão đại một cái nhân tình, dù sao thái huyền thánh địa cũng không phải tầm thường thế lực. Dịp trần bốc lên nhất định mạo hiểm, đem thái huyền thánh tử bức cho chết, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản, lúc này thời điểm lạc thiến thiến, ánh mắt đỏ rực, nàng cũng cảm giác có chút ủy khuất. Dù sao vừa nghĩ chính mình thế mà kém chút gã cho Thái Huyền Thánh tử loại cặn bã này, cũng may mắn dịp trần phát hiện thái huyền thánh tử diện một thật sự nàng lúc này mới có thể tránh thoát một kiếp sau đó nàng đỏ hồng mắt đối lạc hồng nhan nói ra hồng nhan tỷ tỷ trước đó ngài đáp ứng sinh nhật của ta lễ vật hiện tại còn giữ lời sao lạc hồng nhan nhìn đến lạc thiến thiến thần sắc nàng cũng là có chút đau lòng sau đó nàng liền gật đầu nói ra đương nhiên chắc chắn rồi trường nhạc liền xem như tô di chính mình quyết định cho ngươi chọn hôn phu ngươi cũng có thể dựa theo chính mình có thích hay không tới làm cuối cùng quyết định đương nhiên ngươi không thể quá mức không hợp thói thường biết không ban đầu ở lạc thiến thiến sinh nhật thời điểm lạc hồng nhan thế nhưng là đã từng đã đáp ứng nàng cho nàng hôn nhân của mình có tự chủ quyết định quyền lực dưới tình huống bình thường tô quý phi cho lạc hồng nhan lựa chọn phu quân là có thể nhưng là sau cùng đều phải đi qua lạc thiến thiến đồng ý mới được lạc thiến thiến đang nghe lạc hồng nhan khẳng định trả lời chắc chắn về sau cái này mới dừng chính mình trong ánh mắt nước mắt, nàng lặng lẽ liếc qua một bên dịp trần, sau đó trầm giọng nói ra, cái kia đã dạng này, ta quyết định tại 18 tuổi trước đó, đều không xuất giá, là thiến thiến tiểu động tác. Lại làm sao có thể có thể giấu giếm được Lạc Hồng Nhan ánh mắt, đang nghe tiểu nha đầu lời nói này về sau, Lạc Hồng Nhan trong lòng thầm than một câu, nàng cảm giác mình giống như lại cho mình đào một cái rất sâu hố nhưng là hiện tại nàng đều đã liên tiếp đáp ứng lạc thiến thiến muốn cho đối phương cái này quà sinh nhật, thân là nhất quốc chi quân tự nhiên không thể nói không giữ lời. Sau đó nàng chỉ tốt nhẹ gật đầu nói ra, đã trường nhạc ngươi đều đã quyết định, cái kia trẫm cũng là ủng hộ ngươi, một bên tô quý phi, cũng là một mặt bất đắc dĩ. Chương 254, Tiểu Nha Đầu Tâm Tư, lúc này là Hồng nhang biết tô quý phi trong đầu cũng không quá dễ chịu, sau đó nàng còn chuyên môn khuyên giải vài câu, tô di, đã trường nhạc đều đã nói như vậy, như vậy tại 18 tuổi trước đó, vẫn là không muốn cho nàng an bài hôn sự đi, dù sao đến đón lấy trong vài năm, nàng hẳn là cũng có thể đụng phía trên người mình thích, mắt thấy lạc hồng nhang đều đã nói như vậy. Tô Quý Phi cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, hiện tại nàng càng ngày càng cảm thấy, nữ nhi bảo bối của mình là càng ngày càng khó quản, mà lại rõ ràng nhìn bộ dáng của nàng, cũng là bởi vì còn đối dịp Trần có ý tứ, cho nên mới sẽ nói ra 18 tuổi trước đó không muốn hôn phối loại lời này, bất quá Tô Quý Phi trong lòng mình đầu cũng rõ ràng, dù sao mới vừa vặn xuất hiện lớn như vậy một việc. Chỉ sợ trong thời gian ngắn, muốn lại cho Lạc Thiến Thiến tìm thích hợp đối tượng, cũng không phải chuyện dễ dàng, đến đón lấy Lạc Hồng Nhan lại đối Tô Quý Phi nói, Tô Di, hôm nay sự kiện này trường nhạc nàng nhận lấy không nhỏ kinh hãi. Ngài vẫn là sớm một chút mang theo trường nhạc phía dưới đi nghỉ ngơi đi Tô Quý Phi nghe chính là nhẹ gật đầu Hôm nay sự kiện này Trường nhạc đích thật là nhận lấy nhất định kinh hải Dù nói thế nào nạn tâm trí thành thuộc sớm Thế nhưng là dù sao cũng chỉ là cái 14-15 tuổi cô nương mà thôi Đợi đến Tô Quý Phi mang theo Lạc Thiến Thiến rời đi về sau Lạc Hồng Nhan liền đối với Diệp Trần nói ra Diệp Trần, trước đó thời điểm ngươi từng theo trẫm nói qua nói mộ dung gia trước có thể cùng Thái Huyền Thánh Địa ở giữa có liên quan tới. Trẫm còn không thể nào tin được, hiện tại xem ra, chỉ sợ ngươi đoán là đúng, Lạc Hồng Nhan tại nói lời nói này thời điểm, thần sắc vẫn còn có chút nghiêm túc, bởi vì nàng cũng là hôm nay mới biết được, Thái Huyền Thánh Địa lão thánh chủ, thế mà đều đã nắm giữ đại đế tam trọng thiên cảnh giới. Đây cũng không phải là mới vừa vặn tấn thăng đến đại đế cảnh giới tồn tại A. À. Mà lại dưới tình huống bình thường, chỉ cần là tại đại tiệm thần triều cảnh nội đột phá đến đại đế cảnh giới bình thường đều sẽ hướng về hoàng thất tiến hành hồi báo cho dù là bọn họ không có ý định vì hoàng thất hiệu lực có thể cũng nên tính là một loại báo cáo chuẩn bị công tác cái này tại từ xa xưa tới nay có thể nói đã tạo thành mọi người một loại ăn ý đây cũng là vừa đột phá đến đại đế cảnh giới cao thủ đối hoàng thất bày tỏ lòng trung thành một loại phương thức hết lần này tới lần khác thái huyền thánh địa lão thánh chủ thế mà một mực tại lén gạt đi thực lực của mình, hắn đều đã đột phá đến đại đế tam trọng thiên, thế mà còn không có thẳng thắng dự định, nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng thì là có tạo phản chi tâm nha. Cũng chính là bởi vậy, là Hồng Nhan liền liên tưởng đến đồng dạng ở vào biên giới Tây Nam cảnh Tây Nam vương mộ dung gia tộc, gia tộc bọn họ cũng là vẫn luôn có tạo phản chi ý, đã như vậy, rất có thể bọn họ giữa hai bên, hoàn toàn chính xác tồn tại trình độ nhất định cấu kết một bên Diệp Trần nghe Lạc Hồng Nhan lời nói, hắn chỉ là nhẹ nhàng cười cười, Hồng Nhan. Nhiều khi chúng ta để mạo hiểm sớm bạo lộ ra, cũng có thể nói là một chuyện tốt, hôm nay chúng ta cường thế chém giết Thái Huyền Thánh Tử, mà lại trực tiếp cùng Trần Vĩnh Sinh làm rõ bọn họ lão thánh chủ cảnh giới, cũng có thể nói là đối bọn hắn một sự uy hiếp, sau đó Lạc Hồng Nhan chính là nhẹ gật đầu, nàng cảm thấy Diệp Trần nói cũng có đạo lý riêng của nó. Bây giờ ta hiểu rõ Thái Huyền Thánh Địa ẩn tàng những cái kia hậu thủ về sau, đối với bọn hắn hoàn thất mà nói, ngược lại là hoàn toàn chính xác là một chuyện tốt, so ra mà nói, núp trong bóng tối địch nhân mới là đáng sợ nhất, chỉ bất quá để Lạc Hồng Nhan có chút lo lắng là, hiện nay dịp trần cưỡng ép đánh chết Thái Huyền Thánh Tử về sau, chỉ sợ Thái Huyền Thánh Địa căn bản sẽ không tùy tiện ở giữa đem cái này giọng điệu nuốt xuống. Nói không chừng bọn họ liền sẽ đối dịp trần hạ sát thủ, sau đó Lạc Hồng Nhan liền đối với Diệp Trần dặn dò, Diệp Trần, thời gian kế tiếp bên trong, người tốt nhất đừng tùy ý đi lại, Thái Huyền Thánh Địa người đã chết một cái thánh tử, bọn họ là không thể nào sẽ tùy tiện bỏ qua, Diệp Trần nghe xong nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn cảm thấy từng đợt ấm áp. Sau đó liền không kìm hãm được đi ra phía trước, hắn đem Lạc Hồng Nhan ôm vào trong ngực, sau đó tại nạn cái tráng hôn một chút, Lạc Hồng Nhan an nguy của mình so ra mà nói ngược lại cũng dễ nói, dù sao nàng thân là nhất quốc chi quân, chỉ cần mộ dung gia cùng Thái Huyền Thánh Địa còn không có làm tốt tạo phản vạn toàn chuẩn bị, cần phải liền sẽ không đối nàng hạ sát thủ. Lúc này Diệp Trần đứng tại Lạc Hồng Nhan bên tai nói ra, Hồng Nhan, ngươi nghĩ biện pháp nhiều đêm mộ dung gia tộc còn có Thái Huyền Thánh Địa bọn họ vững vàng ở một thời gian ngắn, hiện tại ngươi đều đã cầm giữ có thần vương cấp cửu trọng thiên thực lực, đợi đến tương lai không lâu ngươi sau khi giác tỉnh, khẳng định có thể đột phá đến thần hoàn cảnh giới đang nói xong lời nói này về sau dịp trần ánh mắt kiên định lại bổ sung một câu mà còn chờ đến lúc đó thực lực của ta hẳn là cũng sẽ có bước tiến dài dịp trần lời nói này sau khi nói xong nghe lạc hồng nhang là mắt trận trắng nguyên bản đang nghe hắn trước khi nói nửa đoạn lời nói lúc nàng còn cảm thấy dịp trần giảng được không tệ nếu như nàng có thể đột phá đến thần hoàn cảnh giới cái kia đích thật là đối với nàng có rất nhiều chỗ tốt, thế nhưng là vừa nghe đến Diệp Trần lại còn nói thực lực của hắn chờ đến lúc đó, cũng sẽ có bước tiến dài, Lạc Hồng Nhan thì cảm giác có chút muốn cười, bởi vì Diệp Trần thực lực đến bây giờ, cũng bất quá mới là tiên thiên nhị trọng thiên mà thôi, nếu là dạng này, cái kia coi như hắn lại thế nào tiến bộ. Tại loại này hoàn thất cùng với những cái khác đại gia tộc tranh đấu ở giữa, lại làm sao có thể giúp được một tay đâu, sau đó nàng thở dài, đối Diệp Trần nói ra, Diệp Trần, ngươi vẫn là quản tốt an nguy của mình tương đối quan trọng, chuyện còn lại thì giao cho trẫm đi, tại hai người nói lời nói này thời điểm, Diệp Trần cũng còn đang một mực ôm lấy Lạc Hồng Nhan. Sau đó Lạc Hồng Nhan tức giận nói câu, ngươi buông tay, mau trở về phượng minh cung bên trong tu luyện đi, bằng không ngươi làm sao tiến bộ, ngay sau đó Lạc Hồng Nhan lại đối Diệp Trần bí mật truyền âm nói ra, đúng rồi. Lục Yên Nhiên cùng An Nhiên hai người, ngươi cũng có thể thêm nhiều chôn cùng các nàng một chút hiện tại ngươi vừa mới giúp an nhiên báo thù giết cha càng là bị lục yên nhiên giải quyết đại họa trong đầu hiện tại hai người các nàng đối ngươi tuyệt đối là vô cùng trung tâm đã như vậy ngươi nếu như có thể đem thực lực của mình tăng lên tới tụ tinh cảnh giới chắc hẳn hai người các nàng cũng là rất có thể hầu hạ ngươi lạc hồng nhang là cố ý đối diệp trần nói lời nói này bởi vì nàng muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đến dụ hoặc lấy diệp trần chăm chỉ tu luyện mặc dù nói đại tiệm đế cung bên trong canh phòng nghiêm ngặt chỉ cần dịp trần không đi ra lời nói cần phải liền sẽ không gặp nguy hiểm thế nhưng là dù sao chỉ có dịp trần thực lực bản thân tăng lên phía trên đến về sau lạc hồng nhan mới có thể chân chính yên tâm lại mà lúc này dịp trần nghe lạc hồng nhan lời nói về sau cũng là liếc mắt thậm chí hắn vào lúc này đều đã có muốn đem chính mình chân chính thực lực cáo tri cho lạc hồng nhan xúc động thế nhưng là tại đơn giản suy tư về sau Dịp trận vẫn là từ bỏ quyết định này, dù sao nếu như hắn đem tình hình thực tế cáo tri cho Lạc Hồng Nhan, nàng khẳng định sẽ có chỗ dị dạng. Chương 255, Báo Tàng, hiện nay dù sao đại tiệm thần triều bên trong tình thế, vẫn có một ít phức tạp, giả dụ hắn thật nói cho Lạc Hồng Nhan chính mình chân chính thực lực về sau, Lạc Hồng Nhan biểu hiện ra một số dị thường, khẳng định sẽ bị không ít người bí mật quan sát đến, cái này đối với bọn hắn mà nói, khả năng cũng không là một chuyện tốt so ra mà nói, còn không bằng dịp trần một mực ẩn trong bóng tối. Chờ tới khi nào có cần lúc, hắn lại đem chính mình chân chính thực lực bạo lộ ra, dịp trần tại nghĩ rõ ràng điểm này về sau, tại lạc hồng nhan trên môi đỏ mộng hôn một cái, lúc này mới buông ra, hồng nhan, thái huyền thánh địa sự tình, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, dù sao ngươi mới là cái này đại tiệm thần triều chủ nhân, thái huyền thánh địa có mạnh đến đâu. Cũng bất quá chỉ là nhất phương thế lực mà thôi, Lạc Hồng Nhan nghe xong nhẹ gật đầu, trẫm trong đầu minh bạch, Lạc Hồng Nhan sau khi nói xong, trả lại dịp Trần cười đáp lại, mặc dù nói tình huống hiện tại thẳng nghiêm trọng, thế nhưng là dù sao lúc trước nàng mới vừa vặn đăng cơ thời điểm, tình huống thế nhưng là so hiện tại còn phải gian nan, hiện nay tối thiểu nhất nắm giữ quân đội Trung Thái úy ngay tại trung với mình. Mà lại tại đi qua một hệ liệt sự kiện về sau, dân gian đối với mình uy vọng cũng đi tới một cái chút cao, Diệp Trần đang cùng Lạc Hồng Nhan sau khi cáo từ, chính là về tới Phượng Minh Cung bên trong, đi vào Phượng Minh Cung về sau, hắn liền trực tiếp bắt đầu nằm xuống phơi nắng, nếu để cho Lạc Hồng Nhan nhìn đến hắn nhàn nhã bộ dáng, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị tức nổ. Lúc này Diệp Trần tại chính mình nội tâm âm thầm suy tư, mặc dù nói Thái Huyền Thánh Địa Lão Thánh Chủ đã nắm giữ Đại Đế Tam Trọng Thiên thực lực, mà lại bọn họ Thái Huyền Thánh Địa còn có có thể đánh giết đại đế cường giả đế khí, thế nhưng là trên người hắn, dù sao có si vưu thần giáp tại, hẳn là sẽ không bị thương tổn, bản thân hắn có được đại đế lục trọng thiên thực lực. Thông qua thể triệu hồi về sau, cũng là có thể tìm tới một cái khác cùng hắn đồng dạng cảnh giới cao thủ, dựa theo hắn hiện tại chiến lực, muốn đi Thái Huyền Thánh Địa bên trong, đem Thái Huyền Thánh Địa cái vị kia lão thánh chủ đánh chết, cũng không tính là việc khó gì chỉ bất quá hắn cũng suy nghĩ qua chính mình giả dụ thật làm như vậy cần phải sẽ chỉ kích thích thái huyền thánh địa cùng mộ dung gia trực tiếp tạo phản ở trong quá trình này nói không chừng còn sẽ có người của thế lực khác cùng theo một lúc ồn ào cứ như vậy chỉ sợ tại trong thời gian ngắn toàn bộ đại tiệm thần triều đều sẽ lâm vào náo động bên trong huống chi rút dây động rừng giả dụ chuyện này truyền đến còn lại hoàng triều về sau càng là có khả năng sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn dù sao Mỹ liên đế quốc còn có bắt mạc đế quốc người. Chỉ sợ đều đã có suy đoán, cảm giác đến bọn hắn đại đế cao thủ là chết tại đại tiệm thần triều cảnh nội, vẫn là tỉnh quan kỳ biến tốt, dịp trần thầm nghĩ trong lòng một câu, mặc dù nói thực lực của hắn tại toàn bộ đại tiệm thần triều bên trong, đều đã mới có thể được tính là là đỉnh phong cấp bậc, thế nhưng là dù sao bọn họ hiện tại địch nhân. Vẫn là có rất nhiều, bởi vì cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay, để cho an toàn, Diệp Trần cảm thấy vẫn là có cần phải lại ẩn trốn một chút, mà lại Diệp Trần cũng không phải loại kia mù quán tự đại người, trong lòng của hắn đầu vô cùng rõ ràng, hiện tại Hạ Hiền Lương còn có Diêu Giai Minh đối tại lòng trung thành của mình, đều là hắn lừa dối tới, hai người này là tại cho là mình có thánh tôn thực lực tình huống dưới. Mới có thể đối với mình trung thành tuyệt đối, giả dụ để hai người biết, chính mình cũng bất quá chỉ là đại đế cảnh giới thực lực, chẳng lẽ hai người kia còn có thể trung thành như vậy hay sao? Đối với cái này Diệp Trần trong lòng là đánh một cái dấu hỏi, mà lại hoàn thất vị lão tổ tông này, trong lòng của hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào cũng rất khó nói. Nếu như đại tiệm thần triều bên trong thật phát sinh đại quy mô phán loạn, Lạc Vạn Lý sẽ chống đỡ Lạc Hồng Nhan sao? Cái này tại Diệp Trần xem ra cũng không phải xác định sự tình, cho nên tại đi qua rất nhiều cân nhắc về sau, Diệp Trần càng thêm kiên định chính mình tiếp tục cẩu đi xuống quyết tâm, hắn thấy, chính mình làm gì cũng muốn nắm giữ bán thánh cấp bậc thực lực mới được hiện tại hắn đều đã nắm giữ đại đế lục trọng thiên thực lực đối với những người khác mà nói đại đế lục trọng thiên khoảng cách bán thánh cảnh giới khả năng còn có rất lớn một khoảng cách có thể là đối với nắm giữ hệ thống dịp trần mà nói đoạn này khoảng cách cũng không thế nào xa xôi chỉ cần hắn có thể kéo dài tiến hành tu luyện tại trong lúc này lại rút trúng một số có thể tăng lên chính mình thực lực phần thưởng nói không chừng chỉ cần cái một năm nửa năm liền có thể đến bán thánh cảnh giới lúc này dịp trần hiếp mắt chính thoải mái nằm tại dao động trên mặt ghế một bên lục yên nhiên còn có an nhiên nhìn về phía dịp trần lúc cũng là có chút bất đắc dĩ tại sao ta cảm giác đế hậu giống như căn bản cũng không có đem vết một cái thái huyền thánh tử sự tình để ở trong lòng đúng vậy a à, thái huyền thánh địa cũng không phải đi bảo vệ đế hậu an nguy lục yên nhiên cùng an nhiên các nàng tại nói lời nói này thời điểm xuân lan bọn người cũng là ở một bên nhẹ gật đầu tại chỗ những người này đều cảm thấy dịp trần đối cho các nàng những thứ này hạ nhân mà nói thật là không thể nói cũng chính là bởi vậy mọi người mới có thể vì dịp trần cảm thấy lo lắng các nàng là thật sợ nếu như thái huyền thánh địa âm thầm ra tay có thể nên làm cái gì lại nói cái kia trần vĩnh sinh lúc này đã mang theo chính mình nhi tử thi thể chạy trở về thái huyền thánh địa bên trong tại hắn đem tin tức mang sau khi trở về toàn bộ Thái Huyền Thánh Địa đều sa vào đến trong lúc khiếp sợ, Thái Huyền Thánh Tử bị đế hậu bức chết rồi. Cái này sao có thể, không phải nói Trần Phong chủ lần này đi qua. Là muốn đi đề thân sao? Thế nào còn bị đế hậu giết chết Thái Huyền Thánh Tử, Trần Vĩnh Sinh tại trở lại Thái Huyền Thánh Địa về sau, cũng là trước tiên liền đi tới cha mình bế quan chỗ tu luyện, Trần Vĩnh Sinh phụ thân, chính là Thái Huyền Thánh Địa Lão Thánh Chủ. Hiện tại hắn đã nắm giữ đại đế tam trọng thiên thực lực, hắn trực tiếp quỳ ở nơi đó khóc ròng ròng nói phụ thân hài nhi bất hiếu lần này tại đại tiệm đế đô bên trong cho ngài lão nhân gia mất thể diện điều này cũng tại hài nhi trước đó đối tại con của mình quá mức yêu chiều mới có thể dẫn đến đây hết thảy phát sinh bất quá hiện nay đế hậu dịp trần cũng là đáng chết hắn căn bản cũng không có đem chúng ta thái huyền thánh địa coi ra gì trần thanh sơn nghe trần vĩnh sinh mà nói về sau trên mặt cũng là lộ ra một chút giận dữ lập tức hắn chậm rãi mở miệng nói ra dịp trần xuất từ phổ thông gia đình đột nhiên lên làm đế hậu về sau khó tránh khỏi liền sẽ có chỗ bành trướng cái này cũng rất bình thường ngươi yên tâm tôn nhi bút trướng này ta sẽ nhớ kỹ bất quá bây giờ còn không phải thời cơ tốt nhất ngươi cắt chớ xúc động vì đại sự của chúng ta chỉ có thể đi đầu nhìn xuống lần này thua lỗ trần thanh sơn nữ trọng tâm trường nói ra Chương 256, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, Trần Thanh Sơn lúc này sắc mặt nặng nề nói, hoa quan chết cũng không phải là không có chút giá trị, tối thiểu nhất để cho chúng ta biết được hai điểm tin tức, Trần Vĩnh sinh nghe cha mình, trên mặt nhìn không được lộ ra nghi hoặc, phụ thân lời này là ý gì, tối thiểu nhất chúng ta đã có thể minh xác là, thần kiếm Sơn trang bên trong đoạn thời gian trước xuất hiện vị kia lão tổ tông. Rất có thể đã cùng hoàng thất đứng chung một chỗ bằng không hắn cũng sẽ không cho phép an nhiên đi tiếp tục làm dịp trần tỳ nữ trần vĩnh sinh nghe cha mình mà nói về sau hắn đồng dạng là nhẹ gật đầu bởi vì chỉ có dạng này mới có thể giải thích được vì sao dịp trần lại có lớn như vậy lực lượng dám giết chết con của mình sau đó trần thanh sơn lại tiếp tục nói tiếp theo một điểm chính là là hồng nhan cùng dịp trần quan hệ trong đó rõ ràng so với chúng ta trước đó dự đoán phải tốt hơn nhiều bằng không nàng tuyệt đối sẽ không đối với việc này đối dịp trần như thế che chở, ngay sau đó Trần Thanh Sơn còn nói thêm, bất quá đây đối với chúng ta mà nói, cũng có khả năng là một chuyện tốt, chỉ cần lạc hồng nhang có quan tâm người, như vậy nàng thì có nhược điểm. Cho nên tạm thời trước không nên động thủ đi giết dịp trần, lúc này Trần Vĩnh Sinh lần nữa nhẹ gật đầu bởi vì hắn cảm thấy mình phụ thân nói cũng có đạo lý, một cái có thế tục tràn buộc đế vương. Đích thật là muốn sau một cái phẫn nộ vô tình đế vương càng cho thỏa đáng hơn đối phó một số nhưng là lý giải về lý giải muốn để trần vĩnh sinh đem phẫn nộ của mình cho hoàn toàn che giấu đi cũng cơ hồ là chuyện không thể nào dù sao chính hắn âu yếm nhi tử mới vừa vặn bị diệp trần cho giết chết nếu có thể hắn ước gì hiện tại liền đem diệp trần cho giết chết lấy giải mối hận trong lòng phụ thân thế nhưng là chúng ta thái huyền thánh địa ăn thiệt thòi lớn như thế cũng không thể cứ như vậy cho quên đi thôi trần thanh sơn có thể minh bạch trần vĩnh sinh tâm nhưng là hắn dù sao đều đã trở thành đại đế tam trọng thiên cảnh giới, cho nên tâm tính của hắn tự nhiên là đã kinh biến đến mức vô cùng thiết huyết, vĩnh sinh, người bây giờ mới chỉ là cái phong chủ, giống loại chuyện này tự nhiên sẽ có thánh chủ trước đi giải quyết, bây giờ Trần Thanh Sơn, kỳ thật đều đã là đại đế tứ trọng thiên cao thủ, bí mật này, thì ngay cả hôm nay Thái Huyền Thánh Địa Thánh Chủ đều không rõ ràng. Thái Huyền Thánh Địa thật sự là quá lớn, nội bộ bọn họ cũng căn bản cũng không phải là bền chắc như thế. Lúc này Thái Huyền Thánh Địa Thánh chủ ý gì văn, chính tụ tập Thái Huyền Thánh Địa bên trong mấy cái đại cao thủ, ý gì văn lúc này sắc mặt âm trầm, bọn họ Thái Huyền Thánh Địa Thánh tử đều đã bị tại đại tiệm đế đô bên trong cho giết chết, đây đối với Thái Huyền Thánh Địa mà nói. Thật sự là một loại tuyệt đại sĩ nhục, phải biết bọn họ Thái Huyền Thánh Địa tại toàn bộ đại tiệm thần triều bên trong, nhưng cũng là có rất cường sức ảnh hưởng lớn, bình thường liền xem như bọn họ Thái Huyền Thánh địa bên trong có người tại địa phương phạm pháp, những cái kia quan phủ cũng cũng sẽ không tự mình đem phạm pháp người xử lý sạch, mà chính là sẽ đem phạm nhân giao cho Thái Huyền Thánh địa tiến hành xử lý. Mà lần này ra chuyện, càng là bọn họ Thái Huyền Thánh địa thánh tử, hoàng thất thế mà còn đều không có thông báo bọn họ, liền trực tiếp đem Thái Huyền Thánh tử cho xử tử. Cái này đối với bọn hắn Thái Huyền Thánh Địa mà nói, thật sự là rất không nể mặt bọn họ. Lúc này Trần Thanh Sơn đã theo lão thánh chủ chỗ đó trở về, hắn khi nhìn đến ý gì văn lúc, đối với hắn nói ra, thánh chủ. Phụ thân ta nói, hiện tại dịp Trần tương đương với lạc hồng nhan xương sườn mềm, còn tạm thời không thể giết hắn, đương nhiên, nếu như thánh chủ ngài có thủ đoạn khác, cứ việc có thể thi triển, có chút vượt quá Trần Vĩnh sinh dự liệu là, ý gì văn đang nghe xong hắn về sau chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó hắn mở miệng nói ra, muốn muốn trả thù Diệp Trần, cũng không nhất định nhất định phải xuống tay với hắn. Chúng ta hoàn toàn có thể theo người đứng bên cạnh hắn bắt đầu tay, Diệp Trần không là phi thường quan tâm bên cạnh mình những tỷ nữ đó sao? Đã như vậy, chúng ta trước hết giết những người này, trước hết giết An Nhiên, lại giết Lục Yên Nhiên, kể từ đó, tất nhiên có thể đối Diệp Trần hình thành cực lớn uy hiếp. Tại ý gì Văn nói lời nói này thời điểm, những người khác kỳ thật vẫn là có chút lo lắng dù sao an nhiên thân là thần kiếm sơn trang hậu nhân, bọn họ thần kiếm sơn trang còn giống như có một vị thực lực phi thường cường đại tiền bối tại, nếu như bọn họ thái huyền thánh địa thật đem an nhiên cho giết chết, rất có thể sẽ chọc cho đến thần kiếm sơn trang vị kia lão tổ tông, từ khi diêu quan thánh tử sau khi bị giết chết, cũng không lâu lắm cũng là nửa tháng trôi qua. Tại cái này trong nửa tháng, thái huyền thánh địa mọi người một mực tại tìm cơ hội, muốn tìm cơ hội đem dịp trần thật tốt giáo huấn một chút nhưng là hết lần này tới lần khác bọn họ căn bản là không có tìm tới nửa điểm cơ hội thực sự là sự tình này sau đó đại tiệm đế cung bên trong lực lượng phòng vệ đã tăng lên rất nhiều tại cái này trong nửa tháng diệp trần vẫn luôn qua được có chút thoải mái hắn ngoại trừ tại bình thường thỉnh thoảng sẽ phơi phơi nắng bên ngoài sẽ còn đến thí luyện tháp bên trong không ngừng ma luyện chính mình chiến đấu kỹ xảo mặc dù nói diệp trần tu vi cảnh giới cũng không có đạt được tăng lên thế nhưng là tại thí luyện trong tháp huấn luyện qua về sau thực lực của hắn vẫn là đạt được bước tiến dài mà tại trong thời gian nửa tháng này lục yên nhiên còn có an nhiên hai người thực lực đều phải đến tăng lên rất nhiều lục yên nhiên thực lực cũng đều đã đi tới thần vương tam trọng thiên cảnh giới lúc này dịp trần đột nhiên nhớ tới mình tại trong tháng này còn có một lần đánh dấu cơ hội không có sử dụng dựa theo dịp trần phán đoán hắn tại thời điểm trước kia đều sẽ tại mỗi tháng ban đầu trước tiến hành hai lần đánh dấu sau đó cách nửa tháng sau lại tiến hành lần thứ ba ký đến rất có thể liền sẽ có so sánh không tệ khen thưởng tại đêm nay thời gian dịp trần lặng yên không tiếng động hóa thân thành một con mũi hắn lặng lẽ bay đến triều thiên cung bên trong tại trong ấn tượng của hắn cũng đã có một đoạn thời gian rất dài chưa có tới triều thiên cung bên trong đánh dấu nói không chừng lần này liền có thể ở chỗ này đạt được rất không tệ khen thưởng hệ thống, đánh dấu. Diệp Trần ra lệnh một tiếng về sau, hệ thống lúc này bắt đầu an bài đánh dấu, chúc mừng ký chủ, thành công đánh dấu Triều Thiên Cung, thu hoạch được S cấp khen thưởng cường hóa thể một trương. Diệp Trần đang nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, cũng là cảm thấy hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn cũng phát hiện, tự hồ theo tu vi của mình cảnh giới dần dần tăng lên về sau. Hắn thu hoạch được S cấp khen thưởng cơ hội cũng so trước đó nhiều rất nhiều lúc này thời điểm diệp trần đã bắt đầu lâm vào suy nghĩ bên trong hắn đang nghĩ chính mình muốn đem ép cấp cường hóa thể dùng ở nơi nào tương đối tốt bản thân hắn tại thể chất còn có công pháp phương diện đều đã nắm giữ ép cấp bậc lấy trở lên trang bị giả dụ đem ép cấp cường hóa thể dùng tại cầm kỳ thư hòa phía trên tự hồ cũng là có chút lãng phí cho nên càng nghĩ về sau diệp trần cảm thấy vẫn là đem cái này cường hóa thể dùng tại lạc hồng nhang trên thân so sánh có lợi tại lạc hồng nhan trên thân, có một cái A cấp khen thưởng đế vương thần hỏa, cái này khen thưởng vẫn rất tốt. Chương 257, khen thưởng thẻ, nếu như có thể đem đế vương thần hỏa thăng cấp thành S cấp bậc, khẳng định có thể đối lạc hồng nhan có rất nhiều chỗ tốt, dựa theo dịp trần tính ra, nếu như có thể cho lạc hồng nhan sử dụng tấm này khen thưởng thẻ, cái kia tốc độ tu luyện của nàng tối thiểu cũng là có thể tăng gấp bội, kể từ đó, coi như lạc hồng nhan không thể lại đến đến những phần thưởng khác. Như vậy nàng tại trong vòng 5 tháng cũng nhất định có thể đột phá đến thần hoàng cảnh giới, nói đến Diệp Trần cũng đã cùng lạc hồng nhan thành thân đã lâu, đến bây giờ đều không có thế động phòng, thật sự là không rất thích hợp, tại nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Diệp Trần lúc này cũng là đối hệ thống dò hỏi, hệ thống, ta ngăn cách khoảng cách xa như vậy. Có khả năng hay không đem khen thưởng thể cất vào lạc hồng nhan thể nội, không có vấn đề. Diệp Trần mặt mỉm cười, hắn rất vui vẻ, vậy liền mau chóng an bài lên đi. Lúc này là Hồng Nhan, ngay tại Tím Long cung bên trong tu luyện, trong đoạn thời gian này, Lạc Hồng Nhan tu luyện nỗ lực trình độ, thậm chí so trước đó thời điểm còn muốn càng thêm khoa trương, đột nhiên. Lạc Hồng Nhan phát giác được trong cơ thể mình Đế Vương thần hỏa tự hồ xuất hiện rõ ràng đột phá, trong nháy mắt này, Lạc Hồng Nhan có thể phát giác được tốc độ tu luyện của nàng đạt được nhanh chóng tăng lên mà lại đế vương thần hỏa rất nhanh liền đem trọn cái lạc hồng nhan thân thể lồng chụp vào trong. Tại lúc này, lạc hồng nhan có thể phát giác được, nàng ăn vào những đan dược kia tiêu hóa lên. Tốc độ đã tăng lên rất nhiều, bây giờ đế vương chân hỏa, thậm chí đều đã có thể xưng là đế vương thánh hỏa. Lạc hồng nhan không biết xảy ra chuyện gì, có điều nàng cũng không có quá để ở trong lòng, dù sao cũng là tu luyện tốc độ được tăng lên, đây đối với nàng mà nói cũng là một chuyện tốt lúc này Lạc Hồng Nhan tại đi qua nhiều lần tu luyện tốc độ tăng thêm về sau. Tốc độ kia đã có thể nói là có thể xưng kinh khủng, chỉ bớt quá hiện nay Lạc Hồng Nhan tu luyện được tới lực lượng, đều sẽ bị Phượng Hoàng Thánh Cốt cho hấp thu hết, cho nên tu vi của nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể đầy đủ phát hiện quá rõ ràng dị thường, đợi đến Phượng Hoàng Thánh Cốt đem trần có năng lượng sau khi hấp thu xong, khẳng định liền có thể phát hiện rõ ràng dị thường. Mỹ Liên Đế Quốc vạn thần tông bên trong các vị mãi cho tới bây giờ vẫn luôn còn không có thu đến liên quan tới tông chủ tin tức bây giờ tình huống đã có chút không đúng căn cứ tình báo mới nhất biểu hiện tông chủ một lần cuối cùng hiện thân hẳn là tại đại tiệm thần triều bên trong chúng ta cần phải nhanh một chút phái ra cường giả tiến đến đại tiệm thần triều đi điều tra tình huống bởi vì tại dưới tình huống bình thường tông chủ của bọn hắn trên cơ bản sẽ ở thời gian nửa tháng thì cùng trong tông liên hệ một lần Hiện tại thế nhưng là đều đã trồng trả đi qua 20 ngày thời gian, tông chủ của bọn hắn thế mà còn là không cùng tông môn liên lạc, loại chuyện này dưới cái nhìn của bọn họ, thật sự là có chút không thích hợp, mà bọn họ cũng là tại phát hiện tình huống có chút không đúng thời điểm. Trước tiên phái người tiến đến đại tiệm thần triều, bởi vì bọn hắn vạn thần tông sở dĩ có thể thành vì siêu cấp tông môn còn là bởi vì bọn họ tông chủ cũng là đại đế cảnh giới cao thủ bọn họ vạn thần tông phái đi ra cao thủ không có qua bao lâu thời gian thì đã đi tới đại tiệm thần triều bên trong rất nhanh bọn họ thì điều tra được lúc trước vạn thần tông tông chủ biến mất địa phương thậm chí bọn họ còn trực tiếp tìm được lúc trước cùng vạn thần tông tông chủ liên lạc hắc long hội trưởng lão có tông môn mật văn rất nhanh liền có vạn thần tông người tại cẩm giang thành bên trong phát hiện vạn thần tông chuyên chúc mật văn những thứ này mật văn khắc vào nơi nào đó góc tường phía trên nếu như không phải quen biết người phát hiện chỉ sợ người ở chỗ này đều sẽ coi là đây chẳng qua là đơn giản vẽ xấu mà thôi thế nhưng là vạn thần tông người lại đều vô cùng rõ ràng đây là bọn họ trong tông môn thường dùng mật văn cũng chỉ có vạn thần tông người mới có thể đem nhận ra mà lại vạn thần tông người cũng đều vô cùng rõ ràng loại này mật văn nếu như vạn thần tông tông chủ không có ra chuyện bọn họ cần phải đều sẽ đem thanh lý mất tại một vị vạn thần tông thánh đồ giải độc phía dưới bọn họ thành công giải độc ra vị này lưu lại đoạn này mật văn người đúng là bọn họ vạn thần tông tông chủ nhưng là bây giờ đều đã qua thời gian dài như vậy mật văn còn đều không có bị thanh trừ cái này mang ý nghĩa rất có thể tông chủ của bọn hắn đã gặp bất trắc bất quá may ra bọn họ đang giải thích hết mật văn về sau cũng thành công biết được lúc trước bọn họ tông chủ hành tung thánh chủ tại mật văn bên trong nói nói, hắn cùng một vị khác đại đế cao thủ quyết định, liên thủ đem đại tiệm thần triều tân đại đế diêu giai minh liệt sát chết, chỉ bất quá về sau bọn họ cải biến kế hoạch, cuối cùng quyết định bọn họ tiến đến độ giết thần kiếm sơn trang, dùng cái này đến đem đế hậu cùng diêu giai minh cùng nhau dẫn xuất, vị này có thể giải đọc ra mật văn thánh đồ mở miệng nói ra, hiện tại. Lập tức đi điều tra hắc long xã tình huống, không có qua bao lâu thời gian thì có người đến đây báo cáo, hội bẩm đại nhân, hắc long xả mấy tên đều đã chết, môn chủ bọn họ hai vị đại đế đều không biết tung tích, nhưng là Diêu Giai Minh lại là sống rất khá, tin tức về người nọ tại trong tai mọi người truyền ra về sau, tất cả mọi người là sắc mặt có chút trở nên nặng nề. Dù sao đủ loại này dấu hiệu đều tại cho thấy, tông chủ của bọn hắn rất có thể đã không trên đời này, nhìn bộ dạng này, chỉ sợ tông chủ hắn đã lành giữ khó liệu, Lúc này một vị khác thần hoàn cảnh giới vạn thần tông cao thủ mở miệng nói ra, hắn là gần nhất trong khoảng thời gian này mới đột phá đến thần hoàn cảnh giới, nếu có tông chủ của bọn hắn tiến hành nhận định sau đó. Hắn là có tư cách có thể trở thành tân nhiệm thánh độ, lúc này thời điểm tại chỗ những người này đều đã từ từ phát hiện tình huống có chút không đúng, dù sao bọn họ đang điều tra Hắc Long hội thời điểm, đã phát hiện Hắc Long hội người chỗ lấy toàn quân bị diệt, là bởi vì có một vị cao thủ cực kỳ mạnh theo nơi cực xa địa phương xuất thủ thế mà còn có thể phát huy ra đại đế lục trọng thiên thực lực đáng sợ như vậy năng lượng thậm chí ngay cả tông chủ của bọn hắn đều không chịu nổi cái này chẳng phải là mang ý nghĩa tông chủ của bọn hắn vô cùng có khả năng cũng đã bị vị này thần kiếm sơn trang cường giả bí ẩn cho đánh chết cứ việc người ở chỗ này đều rất không nguyện ý thừa nhận điểm này thế nhưng là đây chính là trần trụi sự thật bày tại vạn thần tông trước mắt mọi người tất cả mọi người ở đây đều là có chút hải hùng khiếp vía, bởi vì giả dụ tông chủ của bọn hắn thật đã bị đánh chết lời nói, cái kia đối với bọn hắn tông môn mà nói chính là một kiện đã kíp chuyện rất lớn. Mọi người ở đây lâm vào trầm tư thời khắc, đột nhiên có một thanh âm tại phụ cận vang lên, các hạ là người nào? Đạo thanh âm này xuất hiện trong nháy mắt, nhất thời cũng là đem tại chỗ vạn thần tông người cho giật nảy mình, đám người bọn họ thế mà mãi cho đến người này khoảng cách rất gần thời điểm mới phát hiện đối phương đến, cái này theo trình độ nhất định có thể nhìn ra được, gia hỏa này thực lực nhất định là rất mạnh, mấy vị vạn thần tông cao thủ nhất thời kịp phản ứng, bọn họ vô cùng cảnh giác đối với người tới quát lớn, ngươi là ai? Chương 258, chạm mặt, đối với cái này đột nhiên xuất hiện cường giả, bọn họ vẫn là hết sức cảnh giác, thế mà vị kia thân mang mặt nạ gia hỏa lại là thanh âm băng lãnh nói, nói, hoặc là chết, các ngươi chọn một cái người đeo mặt nạ sau khi nói xong hắn liền đem tự thân khí tức bạo phát đi ra tất cả mọi người ở đây tất cả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt cái này lặng yên không một tiếng động xuất hiện gia hỏa thế mà lại là thần hoàng cửu trọng thiên cường giả tại chỗ tất cả vạn thần tông cường giả căn bản cũng không có người là hắn đối thủ huynh đệ chúng ta chẳng qua là đến tìm một cái chúng ta vạn thần tông tông chủ cũng không đến mức cùng ngài có thù, nói tiếp. Vị này thần bí cường giả, mang trên mặt mặt nạ, hắn mười phần lãnh khốc đối vạn thần tông người nói, này vị mặt nạ người, kỳ thật cũng là đến đây điều tra chuyện, bọn hắn chủ nhân đồng dạng ở chỗ này biến mất, chỉ bất quá này vị này mặt nạ người lúc trước trong điều tra, quả thực là cái gì cũng không có phát hiện, mãi cho đến trước mắt những thứ này cường giả bí ẩn xuất hiện. Hắn mới ý thức tới tình huống có chút không đúng, Lúc này những cái kia vạn thần tông người mở miệng nói ra, chúng ta phát hiện, tông chủ ở chỗ này lưu lại tông môn mật văn, mật văn bên trong nói, hắn đã từng cùng một vị đại đế nhị trọng thiên cao thủ cộng đồng mưu đồ, đánh giết đại tiệm thần Triều Tân đại đế, kết quả nhiệm vụ tự như là thất bại, mắt thấy đối diện vị này mặt nạ cao thủ thực lực cao cường. Tại chỗ vạn thần tông người đành phải ngoan ngoãn đem bọn hắn phát hiện cáo tri cho đối phương, cái kia vị mặt nạ cao thủ khi biết những tin tức này về sau, hắn cũng là nhíu mày nói ra, chủ nhân nhà ta đồng dạng tại Cẩm Giang thành biến mất, mà lại có chứng cứ biểu hiện hắn từng theo Hắc Long hội người tiếp xúc qua, khẩn yếu nhất là chủ nhân nhà ta cũng là đại đế nhị trọng thiên cảnh giới. Mặt nạ nam tử lời nói này đang nói ra miệng về sau, tất cả mọi người ở đây đều là lông mày nhíu lại một cái khác đại đế nhị trọng thiên cao thủ đồng dạng biến mất không còn tâm tích, cái này vô cùng có khả năng mang ý nghĩa, hai người bọn họ đều đã bị thần kiếm sơn trang cái kia thần bí tiền bối cho đánh chết, cứ việc người ở chỗ này sớm đã có suy đoán. Thế nhưng là thật coi hiện thực mười phần thảm liệt triển lãm tại trước mắt mọi người thời điểm, bọn họ vẫn còn có chút không quá có thể tiếp nhận, đây chính là hai vị đại đế cảnh giới cao thủ. Hợp lực đánh giết một cái mới vừa vặn đột phá đến đại đế cảnh giới Diêu Giai Minh thế mà còn có thể ra lớn như vậy chỗ sơ suất, sau đó người của song phương lại cùng một chỗ đối một chút chi tiết vấn đề. Cái kia mang theo mặt nạ thần hoàng cửu trọng thiên cường giả hỏi, tông chủ của các ngươi ở trên người, nhưng có phòng ngự tính đế khí, đương nhiên là có, chúng ta tông chủ trên người có cường đại phòng ngự đế khí, nếu là như vậy, cho dù có cao thủ cự ly xa xuất thủ, cũng không có khả năng lặng yên không tiếng động đem hai cái đại đế đánh giết ở đây, lời này có lý chỉ là ta lo lắng vì cường giả kia là tại phát hiện tông chủ bọn họ về sau, Lặng Yên không tiếng động ẩn núp đến phụ cận mới ra tay, mọi người lần nữa lâm vào trong trầm tư, vạn thần tông người mở miệng đối người đeo mặt nạ hỏi, các hạ là lai lịch gì, hiện tại đi qua câu thông về sau, bọn họ đã có thể xác định xuống tới, người đeo mặt nạ tuyệt đối không phải đại tiệm thần triều người. Chỉ là thân phận chân chính của hắn lại vẫn luôn có chút không người biết đến, lúc này người đeo mặt nạ cũng đang suy tư chính mình phải chăng muốn đem thân phận thật cáo tri cho đối phương hắn dù sao cũng là đến từ bắc mạc đế quốc cao thủ mà tại trên phiến đại lục này bắc mạc đế quốc kỳ thật một mực cùng đại tiệm thần triều quan hệ đều tính toán là không tệ nếu như hắn tùy tiện đem thân phận của mình bại lộ lời nói rất có thể sẽ chọc cho đến phiền toái không nhỏ sau đó người đeo mặt nạ chính là trầm giọng nói ra các ngươi không cần biết ta đến từ chỗ nào các ngươi hiện tại tốt nhất liên hệ tông môn của mình mau chóng an bài càng nhiều cường giả tới điều tra tình huống này vị mặt nạ người tại sau khi nói xong những lời này chính là nhanh chóng rời đi dù sao hắn vô cùng rõ ràng mình tại chỗ này đợi thời gian càng dài càng dễ dàng xuất hiện chỗ sơ suất đợi đến người đeo mặt nạ rời đi về sau vạn thần tông các cường giả đều là suy tư người đeo mặt nạ tồn tại để bọn hắn cảm thấy phi thường tò mò bởi vì chỉ là theo trên mặt nổi đến nhìn thiên đảo quốc áo thác đế quốc hung nô đế quốc bên trong cũng đều là không có đại đế cao thủ cấp bậc mới đúng đã như vậy vậy vị này đại đế cao thủ rất có thể cũng là mấy cái này đế quốc bên trong ẩn tàng đại đế cao thủ đại nhân chúng ta còn muốn hay không tìm trong tông môn cao thủ đến đây ước hàng tốn đang nghe bên cạnh mình hạ nhân tra hỏi lúc hắn nhẹ gật đầu nói ra trước tiên đem tình huống nơi này truyền âm trở về đến mức còn muốn hay không sắp xếp người tới thì nhìn trong tông môn các trưởng lão làm sao thương định đi tuân mệnh sau đó người này chính là dùng truyền tin ngọc giảng đem nơi đây tình hình kỹ càng lan truyền về trong tông môn tại trong tông môn vẫn còn có bốn vị thánh đồ bọn họ hẳn là sẽ thương thảo một chút sau đó phải làm sao bây giờ tại sau khi làm xong những việc này ước hàng tốn liền tiếp tục phân phó nói lần nữa khuếch trương đại tìm kiếm phạm vi đem phương viên trăm dặm đều tìm tội một lần nhìn phải chăng còn sẽ có mới mật văn xuất hiện Thời gian kế tiếp bên trong, vạn thần tông người đều đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương đại tìm kiếm Phạm Vi, nhưng là bọn họ lại không có bất kỳ cái gì dư thừa phát hiện. Tại vạn thần tông người hết sức điều tra đồng thời, người đeo mặt nạ cũng là đi tới đại tiệm đế đô bên trong, hắn đem mặt nạ của mình giấu đi, đồng thời đem cảnh giới của mình ẩn tàng đến tinh hải cảnh giới, bọn họ bắt mặt đế quốc tại đại tiệm đế đô bên trong, cũng là sắp xếp không ít tai mắt, chính là thông qua những thứ này tai mắt này vị mặt nạ người mới đạt được một chút càng thêm tin tức xác thực. Nhất là hắn gần nhất vừa mới biết được một đầu tuyệt mật tin tức, càng là trực tiếp liền để người đeo mặt nạ cảm thấy mười phần hoang mang, bởi vì có tin tức xưng, nói Diêu Giai Minh là thuộc về một thân vương người, thế nhưng là cái này tại lo diệt bên trên có chút giảng không thông, bởi vì giả dụ nói Diêu Giai Minh thật là một thân vương người, như vậy bọn họ môn chủ lại có cần gì phải đi đánh giết Diêu Giai Minh dù sao một thân vương vẫn luôn là có ý tranh đoạt đại tiệm thần triều hoàng vị, đối với bọn hắn bắt mạc đế quốc mà nói, chẳng lẽ không phải để đại tiệm thần triều càng loạn càng tốt sao, lúc này người đeo mặt nạ, chỉ có thể đem nguyên nhân quy kết làm, bọn họ môn chủ cũng không biết Diêu Giai Minh là một thân vương người, cũng chỉ có dạng này, mới có thể giải thích bọn họ môn chủ đối Diêu Giai Minh xuất thủ nguyên nhân. Vì tìm tới môn chủ chân chính hạ lạc, vị này mặt nạ người tại suy đi nghĩ lại về sau, vẫn là quyết định nhất định phải tự mình đi một chuyến một thân vương phủ khi tiến vào một thân vương phủ về sau hắn thế mà trực tiếp chủ động hiện thân là ai một thân vương phủ thủ vệ thế nhưng là không ít hắn mới vừa vặn hiện thân nhất thời cũng là bị một thân vương phủ thủ vệ vây ta lần này tới là có chuyện muốn gặp một chút một thân vương các ngươi giúp ta thông báo một tiếng đi người đeo mặt nạ thái độ không kiêu ngạo không tự ti trong lúc nhất thời đem chúng nhiều thủ vệ cũng đều là có chút cho nói lừa rồi. Chương 259, đêm nhập thân vương phủ, ngươi là ai? Tại một thân vương phủ đông đảo thủ vệ bên trong, có một cái thần hoàn cảnh giới cao thủ, trầm giọng mở miệng hỏi, hắn cũng không có tùy tiện ở giữa đối người đeo mặt nạ xuất thủ, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, người đeo mặt nạ mang cho mình cảm giác áp bách rất mạnh, thế mà người đeo mặt nạ căn bản liền không khả năng sẽ trả lời hắn, ngay tại đông đảo thủ vệ có chút không biết như thế nào cho phải thời điểm, một thân vương thanh âm truyền tới, để hắn vào đi, một thân vương chỗ lấy nói như vậy, cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, dù sao đối phương thực lực cao cường như vậy thế mà còn chủ động hiện thân, rõ ràng chính là không có ám sát tính toán của mình, đã như vậy, còn không bằng để hắn trực tiếp tiến đến. Cũng tốt tìm hiểu một chút nhân vật thần bí này tìm đến mình là muốn làm gì, tại thu đến một thân vương mệnh lệnh về sau, những thủ vệ kia liền để cho mở một con đường, không có qua bao lâu thời gian, người đeo mặt nạ thì được đưa tới một thân vương trước mặt, chỉ bất quá tại một thân vương bên người, thủy chung đều có hai cái cường đại thần hoàn cảnh giới cường giả tại người thủ vệ. Bọn họ một mực tại chăm chú nhìn chầm chầm đối diện người đeo mặt nạ, để phòng hắn đột nhiên ra tay tập kích một thân vương, các hạ đã tự mình đến đây gặp bản vương, cái kia sao không lấy bộ mặt thật sự bày ra đâu, người đeo mặt nạ tại hơi do dự về sau, chính là trực tiếp đem chính mình ngụy trang đi, trong nháy mắt này, diện mạo của hắn phát sinh triệt để biến hóa. Thậm chí thì liền chiều cao của hắn, đều xuất hiện mười mấy cm tăng trưởng, ba ân thần hoàng, một thân vương thứ nhất mắt liền trực tiếp nhận ra trước chân vị này thần hoàng cửu trọng thiên cường giả, ba ân thần hoàng tại Bắc Mạc Đế Quốc bên trong danh khí còn là rất lớn, bản thân hắn tại thật lâu trước đó, liền đã nắm giữ thần hoàng cửu trọng thiên thực lực. Mọi người đối với hắn xưng là ba ân thần hoàng, hoặc là nói hải hoàng, không tệ, bản tọa chính là ba ân hải, ba ân thần hoàng không cần phải khách khí, mời ngồi đi, một thân vương mặt ngoài tại tận khả năng duy trì bình tĩnh, có điều hắn vẫn là trước tiên thì trong bóng tối cho Diêu Giai Minh truyền âm qua, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng ba ân thần hoàng lợi hại, thì nương tự theo hắn bây giờ thân vương phủ phía trên những thủ vệ này. Căn bản cũng không có biện pháp cam đoan an toàn của mình cứ việc nói hắn cảm giác ba ân thần hoàng lần này tới hơn phân nửa không phải là vì đánh giết chính mình, thế nhưng là một thân vương cảm thấy chỉ có đem diêu gia minh hô đến bên cạnh, hắn có thể đầy đủ yên tâm lại. thế mà một thân vương mới vừa vặn cho diêu gia minh truyền tin hoàn tất, cái kia ba ân hải thì mở miệng một thân vương bản tọa đêm khuya tới chơi, còn xin không nên phiền lòng, ta lần này tới là có một số việc muốn cho một thân vương giúp đỡ chút còn mời một thân vương đem diêu gia gia chủ diêu gia minh mời đến người đeo mặt nạ tiếng nói vừa ra về sau một thân vương sắc mặt đều đã có chút khẽ biến hắn rõ ràng là không nghĩ tới trước mắt ba ân hải thế mà biết diêu gia minh là người của mình tại một thân vương xem ra hắn ngày bình thường cùng diêu gia minh quan hệ ẩn tàng cũng đã đầy đủ bí ẩn nhưng là hiện tại cũng đã bị người đeo mặt nạ trực tiếp phơi bày hắn cảm giác mình tự hồ cũng đã không có ẩn tàng tất yếu lại nói diêu gia minh bên này hắn khi lấy được một thân vương tin tức truyền đến về sau, hắn trước tiên đem báo cho Diệp Trần, đế hậu. Một thân vương chỗ đó truyền đến tin tức, nói là bắt mạc đế quốc ba ân thần hoàng, lúc này ngay tại hắn vương phủ phía trên, tối hôm đó Diệp Trần, hắn cũng không có đi vào thí luyện tháp bên trong, hắn giờ phút này ngay tại ông lấy lạc hồng nhan ngủ, lạc hồng nhan gần nhất bận biểu tu luyện, thường thường là vượt qua vài ngày mới có thể ngủ một giấc. Mà Lạc Hồng Nhan chỉ cần muốn nghỉ ngơi, thì nhất định sẽ đến phượng minh cung bên trong, bởi vì cũng chỉ có tại phượng minh cung bên trong, ngủ ở dịp trần trong lòng ngực về sau, nàng mới có thể cảm giác được vô cùng an lòng, ba ân thần hoàng, dịp trần khi biết tin tức này về sau, ánh mắt nhất thời thì ngưng trọng lên, hắn đương nhiên nghe nói qua ba ân thần hoàng đại danh, dù sao tại toàn bộ đại lục phía trên. Trên mặt nổi siêu cấp cao thủ cũng chỉ có những thứ này, cho nên giống ba ân thần hoàng loại này danh khí rất lớn cao thủ. Tuyệt đại bộ phận người đều có chỗ nghe thấy, mà dịp trần chỗ lấy rõ ràng ba ân thần hoàng tên, hay là bởi vì đây là một kẻ hung ác, bởi vì vị này ba ân thần hoàng, đã từng làm ra qua đồ thành sự tình tới, mà lại loại này đồ thành cử động. Tại hắn nơi này còn không chỉ là một lần, nói một cách khác, chết tại ba ân thần hoàng trên tay bách tính, có gần ngàn vạn nhiều, đương nhiên, cũng rất có thể là bởi vì ba ân thần hoàng tạo sát nghiệt quá nặng cho nên hắn một mực chậm chạp cũng không có thể đột phá đến đại đế cảnh giới thậm chí ngoại giới người đều vẫn cho rằng ba ân thần hoàng khẳng định là bởi vì giết hại quá nhiều mới có thể bị ảnh hưởng khí vận nếu không lấy thực lực của hắn cùng thiên phú khẳng định rất cũng sớm đã đột phá đến đại đế cảnh giới mà lúc này diệp trần ngược lại cũng không phải là bị ba ân thần hoàng kinh lịch cho chấn nhiếp rồi mà là bởi vì ba ân thần hoàng lần này tới có chút bất ngờ diệp trần nghĩ đến chẳng lẽ nói ba ân thần hoàng là bắt mạc đế quốc vị kia đại đế nhị trọng thiên cao thủ bồi dưỡng lên được sao? Dựa theo dịp trần phán đoán, vị này ba ân thần hoàng tại toàn khối phía trên, đích thật là sau vị kia đại đế cao thủ nhỏ hơn rất nhiều, nói như vậy lên, thật đúng là có loại khả năng này, mà lại dựa theo lúc trước bắt mạc đế quốc vị kia đại đế cao thủ tử vong thời gian để tính. Hiện tại hoàn toàn chính xác cần phải có bọn họ cường giả đến đây điều tra tình huống. Diêu Giai Minh, Nhớ đến tìm hiểu tình báo, Diệp Trần tại nghĩ rõ ràng hắn bên trong quan trọng về sau, trước tiên chính là cho Diêu Giai Minh truyền đi tin tức, tuân mệnh, để hậu, Diêu Giai Minh khi lấy được Diệp Trần cho phép về sau, rất nhanh chính là đi tới Mục Thân Vương Phủ, tại vừa tiến vào Mục Thân Vương Phủ về sau, chính là có thủ vệ mang theo hắn, đi tới Mục Thân Vương bọn họ chỗ trong mật thất. Tham kiến điện hạ, Diêu Giai Minh tại nhìn thấy Mục Thân Vương về sau, chính là thi lễ một cái việc nói hắn hiện tại đã là hoàn toàn trung với dịp Trần bất quá tại một thân vương trước mặt, hắn vẫn là phải làm bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng, lúc này Ba Ân Thần Hoàng khi nhìn đến Diêu Gia Minh về sau, thế mà không có nửa điểm khẩn trương, thậm chí trên mặt của hắn. Còn lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, lúc này Ba Ân Thần Hoàng thầm nghĩ trong lòng một câu, xem ra Diêu Gia Minh quả thật là một thân vương người, Diêu gia chủ, chúc mừng a, à, tấn thăng đại đế cảnh giới. Ba ân thần hoàng ngoài cười nhưng trong không cười nói, mặc dù nói, hắn đối với Diêu Giai Minh cũng không có cái gì tôn kính, bất quá đối phương dù sao đã là cái đại đế cao thủ. Mà hắn ba ân hải bởi vì sát nghiệt quá nặng, chỉ sợ cả đời này đều không có đột phá đến đại đế cảnh giới hy vọng, ba ân thần hoàng khách khí, không biết ba ân thần hoàng thật xa tới, còn trong đêm bái phỏng một thân vương phủ, là muốn làm gì, Diêu Giai Minh giờ phút này, thần sắc ngưng lại nói, dù sao lần này tới, đế hậu là muốn để hắn tìm hiểu tin tức, mà lại hắn cũng muốn biết. Cái này thanh danh lan xa ba ân thần hoàng, đi vào một thân vương phủ đến tột cùng là muốn làm những thứ gì? Chương 260, Ngươi lừa ta gạt, diêu gia chủ, ta nhận được tin tức, ngươi đoạn thời gian trước có phải hay không dết qua hắc long hội người, diêu giai minh nghe lời này về sau, trên mặt bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, không sai, ta đoạn thời gian trước, đích thật là giết cái hắc long hội người làm gì ba ân thần hoàng ngươi là tới cho hắc long hội người báo thù diêu giai minh tại nói lời nói này thời điểm kỳ thật đã trong bóng tối tích xúc lực lượng nếu như tình huống một có bất thường hắn khẳng định thì sẽ lập tức xuất thủ mặc dù nói ba ân hải chỉ có thần hoàng cửu trọng thiên thực lực nếu như luận đơn thuần thực lực đến nói lời chắc chắn sẽ không so diêu giai minh cường nhưng là dù nói thế nào hắn cũng là một vị lâu năm thần hoàng cảnh giới cao thủ nếu là hắn đột nhiên xuất thủ là có cơ hội tương đối làm bị thương diêu giai minh diêu gia chủ không nên hiểu lầm ta chỉ là muốn muốn hỏi thăm ngươi một chút lúc ấy có một vị thần bí đại đế cự ly xa đánh chết mấy cái hắc long hội người ngoài ra hắn phải chăng còn đối với những khác người xuất thủ qua diêu giai minh nghe ba ân hải có chút kỳ quái nói ra ba ân thần hoàng ngươi vì sao lại hỏi vấn đề này mà lại cái kia vị cao thủ thực lực như thế cường hãn nếu như ngươi muốn điều tra, hẳn là rất dễ dàng liền có thể tra được a. lúc này ba ân thần hoàng nhìn một chút Diêu Giai Minh, chỉ thật là có chút bất đắc dĩ nói, Diêu Gia Chủ, ta lời nói thật cùng ngài nói đi, chúng ta bắt mạc đế quốc một vị đại đế cao thủ, tại 20 ngày trước mất tích tại Cẩm Giang thành phụ cận. Cho nên ta hoài nghi, hắn mất tích vô cùng có khả năng cùng thần kiếm sơn trang sự tình có quan hệ, tại ba ân thần hoàng nói ra lời nói này thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được một thân vương thần sắc hơi kinh ngạc, cho nên thông qua điểm này hắn cũng có thể đoán đến, xác suất lớn một thân vương cũng không rõ ràng bọn họ bắt mạc đế quốc đại đế tiến về cảm gian thành sự tình. Mà một thân vương là Diêu Giai Minh chủ nhân, nếu như một thân vương cũng không biết, như vậy Diêu Giai Minh hơn phân nửa cũng là không rõ ràng chuyện này, quả thật đúng là không sai. Hắn rất nhanh liền nhìn đến Diêu Giai Minh sắc mặt bất thiện đối với mình nói ra, ba ân thần hoàng, chuyện này ngươi tốt nhất nói nói rõ ràng, dưỡng vạn đại đế đi vào đại tiệm thần triều, mà lại trùng hợp xuất hiện tại cẩm giang thành đến cùng là vì cái gì? Hắn không phải là chuyên môn hướng về phía bản tọa tới A. À? Diêu Giai Minh tại nói lời nói này thời điểm, sắc mặt rất là khó coi, ba ân thần hoàng nghe Diêu Giai Minh, biến sắc, hắn không nghĩ tới, đối phương thế mà lại như thế nhạy cảm, chỉ là đơn giản một vấn đề mà thôi, liền có thể gây nên Diêu Giai Minh cảnh giác, có điều rất nhanh hắn cũng đã nghĩ thông suốt dù sao bọn họ bắt mạc đế quốc đại đế đến đây đại tiệm thân triều sự kiện này thấy thế nào đều có chút không bình thường nếu như nói là vì đối phó hắc long hội người căn bản là không cần đến lâu năm đại đế xuất thủ lúc này ba ân hải cũng biết mình bây giờ còn muốn nói láo hơn phân nữa cũng không thể lừa gạt đến những người khác sau đó hắn hít thở sâu một hơi dứt khoát mở miệng nói ra diêu gia chủ không dối gạt ngài nói dưỡng vạn đại đế lần này tới đến đại tiệm thân triều đích thật là trong bóng tối mưu đồ muốn đánh chết ngươi cùng dưỡng vạn đại đế một cùng ra tay còn có một vị mỹ liên đế quốc đại đế chỉ bất quá về sau chúng ta mới biết được nguyên lai diêu gia chủ ngài là một thân vương người cho nên cái này mới không có xuất thủ chuyện này là chúng ta không đúng trước chỗ để làm bổ khuyết chỉ cần một thân vương ngài có thể trợ giúp chúng ta tìm được dưỡng vạn đại đế hạ lạc như vậy chúng ta nguyện ý đem hết toàn lực trợ giúp một thân vương tranh đoạt đại tiện thần triều đế vị, diêu gia chủ, ngươi là một thân vương người. Sự kiện này chúng ta bắt mặt đế quốc nhất định sẽ nghiêm ngặt tiến hành bảo mật. Lúc này ba ân hải lời nói nói phi thường thành khẩn, bởi vì hắn biết rõ, chính mình nếu là không biểu hiện ra trăm phần trăm thành ý lời nói. Hôm nay rất có thể liền sẽ chết ở chỗ này. Dù sao dưỡng vạn đại đế lúc trước chính là vì đánh vết Diêu Giai Minh mới xuất hiện tại đại tiệm thần triều, giả dụ Diêu Giai Minh trong cơn tức giận xuất thủ, cái kia lấy đại đế thần uy, hắn tất nhiên không cách nào đào thoát. Diêu Giai Minh nghe ba ân hải, sắc mặt cũng không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, hắn chỉ là trầm giọng nói ra, ba ân thần hoàng. Tại sao ta cảm giác ngươi nói lời nói này, là muốn uy hiếp bản tọa? mà lúc này một thân vương lại rõ ràng nhất đang nghe xong ba ân thần hoàng lời nói về sau, cảm thấy có chút ý động, dù sao hắn muốn tranh đoạt đế vị lời nói, bắt mạc đế quốc chống đỡ, đối với hắn mà nói tuyệt đối sẽ là rất lớn trợ lực, đến lúc đó hắn vặn ngã lạc hồng nhan xác suất cũng sẽ tăng lên không ít. Sau đó hắn liền thần sắc nghiêm túc nói ra, diêu gia chủ ngươi trước không nên gấp, ba ân thần hoàng quan tâm dưỡng vạn đại đế an nguy cũng là nhân chi thường tình huống chi hắn đã đem hiểu lầm cùng chúng ta giải thích rõ, nếu như diêu gia chủ ngươi có bất kỳ liên quan tới dưỡng vạn đại đế tin tức, liền trực tiếp nói cho ba ân thần hoàng đi, rất rõ ràng, cái kia một thân vương đã tại kế hoạch. Muốn cùng bắt mặt đế quốc liên thủ, mà lúc này diêu giai minh, đang nghe một thân vương đã nói như vậy về sau, sắc mặt của hắn cũng có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, dù sao trên mặt nổi đến nhìn, hắn vẫn là trung với một thân vương cho nên mặt mũi này chính mình không thể không cho. Bất quá tuy nói sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp, Diêu Giai Minh vẫn còn có chút không vui nói ra. Ba ân thần hoàng, sự tình lần này ta thì tạm thời không so đo với các ngươi, chính các ngươi cũng muốn rõ ràng, bắt mặt đế quốc tốt đẹp liền đế quốc đại đế cao thủ liên hợp lại săn dết bản tọa, đây là một kiện cực kỳ ác liệt sự tình, hy vọng các ngươi sau này không muốn lại có ý nghĩ thế này, thân là đại đế cảnh giới cao thủ bị người ám toán nỗ lực sát hại cái này giọng điều rõ ràng là không thể tùy tiện nuốt xuống mà một bên ba ân thần hoàng nguyên bản vẫn là căng thẳng thân thể bất quá đang nghe diêu gia minh lời nói về sau hắn cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra tuy nhiên diêu gia minh lời nói không thế nào êm tai bất quá chính là bởi vậy mới đại biểu cho hắn sẽ không thì sự kiện lần này tiếp tục truy cứu đi xuống diêu gia chủ xin yên tâm chuyện này là lần đầu tiên cũng tuyệt đối sẽ là một lần cuối cùng, ba ân thần hoàng chỉnh chạc đàng hoàng đối Diêu Giai Minh cam kết, Diêu Giai Minh thần sắc hòa hoãn nhẹ gật đầu, chắc hẳn các ngươi cũng tại Cẩm Giang Thành Phụ Cận đã điều tra rất nhiều đi, lúc trước bản tọa tại Cẩm Giang Thành Phụ Cận, đích thật là không có phát hiện có cái gì chỗ không đúng, chỗ đó cũng không có đại đế cấp bậc giao thủ dấu vết. Ba ân thần hoàng nghe nhẹ gật đầu, thật sự là hắn là điều tra qua Cẩm Giang Thành Phụ Cận, cái kia bên trong căn bản cũng không có đại đế cấp bậc giao thủ sau khi va chạm, lưu lại dấu vết, cái kia Diêu gia chủ, ngươi làm sao nhìn sự kiện này, vì sao hai vị đại đế cao thủ sẽ vô duyên vô cớ biến mất? Ba Ân thần hoàng tiếp tục mở miệng hỏi, Diêu gia Minh trầm tư một lát sau hồi đáp, lấy phán đoán của ta đến xem. Nói không chừng vị kia thần kiếm sơn trang tiện bối, là đem hai vị đại đế cao thủ cho nhốt vào nơi nào đó xa xôi chi địa, để bọn hắn đi nghĩ lại dù sao bọn họ muốn đánh chết là ta cũng không có trực tiếp chọc tới đối phương bạn đang nghe truyện tại sâu lười audio